Đầu tiên xin cảm ơn những lời phát biểu rất là động viên của phó sư tiến sĩ Linh Khôi, và đứng trước một cái hội trường rất là đẹp và số lượng người học viên rất là đông, thì cho tôi bày tỏ cái sự như là sung sướng đối với lớp học này. Thì để nói chung về cái lớp học này thì tôi cũng xin nói là đối với tôi á, là cái sự đào tạo thở máy đó thì tôi quan tâm tới điều dưỡng là số 1, chứ không phải là quan tâm bác sĩ. Thì giống như tiến sĩ Linh Khôi nãy đã nói, chính là mình huấn luyện cho điều dưỡng mà tốt thì bác sĩ là người khỏe nhất, đúng không ạ? Ít có phải chạy tới bệnh nhân. Thì một số đồng nghiệp của tôi ở các tỉnh đó, thì luôn luôn là rên là trong một đêm trực quá sức vất vả. Hỏi vất vả cái gì? Hoặc là máy thở báo động cũng phải xử trí, rồi là bệnh nhân giảm độ bảo vệ oxy phải chạy ra, rồi bệnh nhân nghẹt đàm cũng phải ra y lĩnh là hút đàm đi chẳng hạn. Ví dụ vậy thì nói, ủa sao ông không dạy cho điều dưỡng mà ông tối ngày ông ôm một cái kiến thức, một đống kiến thức của ông như vậy? Tại vì khi mình dạy cho điều dưỡng rồi đó thì hết 70-80% cái công việc mà giống như hồi nãy giờ tôi đã kể đó là điều dưỡng làm được hết rồi. Và những em nào mà đã từng là điều dưỡng của khoa hồi sức ngoại như đồng một thì cũng biết là tôi chăm lo cái huấn luyện cho điều dưỡng rất là nhiều và làm cho cái lực lượng điều dưỡng nó mạnh, thì cái khoa nó sẽ ổn hơn, bác sĩ sẽ sướng hơn. Thì cái chương trình nó gồm 6 bài, thì nói chung là ráng cố gắng là trong vòng 3 buổi đó thì mỗi buổi 2 bài. Thì hôm nay ta bắt đầu nó hơi trễ chút, tuy nhiên thì tôi sẽ ráng cố gắng. Và các bạn thì có một cái điều là tôi cũng khuyến khích các bạn ở đây, có gì mà chúng ta không hiểu chúng ta mạnh dạn phát biểu ha, để cho cái lớp học nó sinh động. Thêm một nữa là cái tánh của tôi là không có đứng chỗ, tôi chạy tới chạy lui ha, cho nó vui. Cho nên là thôi bây giờ tôi bỏ cái cục này đi ha, từ giờ tới cuối khóa chắc tôi không lên đây nữa ha, để tôi đứng ở dưới này cho nó dễ dàng ha. Rồi chúng ta bắt đầu nha, chúng ta tranh thủ. Thì đầu tiên thì tôi xin nói về cái phần cấu tạo một cái máy thở như thế nào. Ở đây á thì tôi cũng để cho lớp học mình nó sinh động, thì tôi xin kể một câu chuyện là cách nay khoảng chừng 10 năm thì tôi có đẩy cái máy thở đi dọc cái hành lang bệnh viện để đem đi xuống cho cái chỗ bảo trì để sửa chữa. Thì có một chị bác sĩ chuyên khoa 2 đó, chị hỏi bác sĩ Tuấn đẩy cái máy siêu âm đâu rồi. Nhìn thì cũng giống máy siêu âm kìa, tại vì nó không có dây nhợ gì trên ha. Mà mới hồi sáng đây thì có một em kỹ thuật viên của cái hội trường này nói là đẩy cái máy siêu âm qua bên đây đi, chứng tỏ là không biết cái máy thở không. Nhiệm vụ mục tiêu của cái bài mà cấu tạo máy thở là để mình biết cái máy thở là cái gì. Nói chung là vậy ha. Thì đó là một số cái để cho lớp học chúng ta sinh động thêm thôi. Thì đầu tiên chúng ta phải outline chút xíu, ta tổng quát chút xíu. Thì máy thở là gì ha, hay là đại khái là không khí áp lực dương là gì? Thì các bạn biết đó, cho đến hiện tại bây giờ để mà hồi sức về những cái hô hấp cho một người mà không có thở, nói chung là siêu hấp nặng ha, thì chúng ta có 3 cái biện pháp để mà hồi sức hô hấp. Thì gồm có máy thở lực âm, máy thở lực dương, và cái loại máy thở là vừa dương vừa âm ha. Thì cái máy thở lực âm là cái máy này. Hồi xưa thì ta gọi cái máy này là cái phổi thép, tại vì chúng ta thấy là nó bệnh nhân nằm trong một cái thùng bằng thép, rồi gián đoạn người ta sẽ hút cái áp lực âm, hút cái áp lực trong cái thùng đó, nó âm xuống thì cái thùng này nó bao xung quanh cái ngực mình, cho nên là khi mình hút áp lực âm xuống đó, thì cái khí nó tự động nó chạy, nó chui vô cái đường mũi miệng bệnh nhân và đi vào khí quản và đi vào trong phổi. Nó giống như chúng ta thở bình thường, giống như một cái nhịp thở áp lực âm bình thường của một cái con người. Thì cái máy thở áp lực âm này đó,
nó được làm từ khoảng chừng năm 1940 và trong những cái đợt dịch mà theo tôi biết đó là dịch gọi là sốt bại liệt rất là lớn trên thế giới, cả mấy triệu người mắc và cũng chết, cũng khoảng 2-3 triệu người gì đó, thì người sản xuất máy thở rất là nhiều. Và cái bệnh nhân sốt bại liệt đó thì cái chính của người ta là người ta siêu hấp, và khi người ta bỏ trong thùng này thì người ta có thể tiếp tục thở máy. Và hiện tại bây giờ thì như các bạn thấy đó, cái máy thở này đang nằm ở trong cái viện bảo tàng, điều đó chứng tỏ là chắc là không ai xài nữa. Thì cách đây chừng 1-2 năm thì tôi được đọc một cái thông tin trên báo đó, là cái máy thở áp lực âm cuối cùng của cái bang California của Mỹ đó là sử dụng một cái phụ nữ đó, người phụ nữ đó là cũng đã được 50-60 tuổi rồi, tức là cái cô đó cô thở máy từ lúc cô nhỏ và bây giờ cô được 50-60 tuổi rồi. Và một cái bữa đẹp trời đó thì cái bà đó, giờ gọi là bà đi, bà đó bà mất, bà chết. Mà cái chuyện chết cũng đơn giản thôi, đó là bị cháy rừng ở California thì cái đường dây điện điện nó bị cái cứu hỏa nó cúp xuống, còn bà nhà bà trong rừng cho nên cúp điện thì bà chết, tại vì cái máy không hoạt động nữa, cái máy thở được âm thì nó cũng cần phải cấm điện để hoạt động ha. Thì mình biết đó, ưu điểm của máy thở được âm là nó sinh lý, nó giống như chúng ta thở bình thường và chúng ta không cần phải đặt nội khí quản, không cần phải đặt cái ống gì được cả. Như vậy thì cứ định kỳ ha, thì hít vào thì áp lực trong cái lồng ngực bệnh nhân âm xuống, thì hít ra áp lực trong lồng ngực bệnh nhân dương lên, cho nên chúng ta gọi là không khí áp lực âm mà gọi là ngắt quản ha. Từ tiếng Anh đó là INPV, tức là thông khí áp lực âm ngắt quản nha. Cái đó là bây giờ là trở thành quá khứ ha. Cái thứ hai là thông khí áp lực dương, thì tất cả những máy thở hiện đại bây giờ là máy thở thông khí áp lực dương ha. Và nếu chúng ta không có cái gì lặp đi lặp lại nữa thì tất cả những cái chuyện mà từ bây giờ cho tới cuối lớp mà tôi nói đây là máy thở lực dương, là máy thở này. Máy thở lực dương thì nó sẽ sử dụng một cái áp lực và nó bơm vào phổi bệnh nhân. Chút xíu ta sẽ xem đây là áp lực dương cái lúc thì hít vào và đây là thì thở ra ha. Chúng ta sẽ xem cái này kỹ hơn. Và còn một cái loại máy thở nữa mà áp lực nó vừa dương vừa âm, tức là thì hít vào nó dương thì ra âm, nó hút ra. Nó bơm vào và hút ra, thì đó là máy thở gọi là rung tần số cao. Thì máy thở rung tần số cao các anh chị biết là đây là một loại máy thở mà chúng ta sẽ đặt cái tần số rất là cao, có thể khoảng chừng 600, 900, 1000, 1500 nhân dân, đó là tần số rất là cao và cái thể tích lưu thông rất là nhỏ. Nói người bình thường chúng ta thở tích lưu thông ví dụ như 80 lít/kg đi, thì cái thể tích cái thông của thông khí áp lực thông khí rung tần số cao nó chỉ có khoảng 2 lít/kg, tức là nó rất là nhỏ nhưng mà nó tần số rất là nhanh. Thì cái máy thở này thì là tôi cũng không có nói trong chương trình này, tóm lại là trong ba loại máy thở chúng ta sẽ nói là máy thở thông khí áp lực dương. Thông khí áp lực dương tại sao chúng ta lại nói chuyện đó, các bạn nhớ là một cái quy tắc chung ở trên đời đó là luôn luôn sẽ có một cái sự di chuyển từ cái nơi cao xuống nơi thấp. Chúng ta biết là cái thác nước đúng không ạ, ở trên cao thì nước sẽ đổ xuống dưới thấp, trời mưa thì cũng trời mưa từ trên trời rớt xuống thấp đúng không? Thì áp lực khí cũng vậy ha, nó sẽ đi từ cái nơi mà áp lực cao hơn đến áp lực thấp hơn. Sở dĩ chúng ta thở bình thường được là bởi vì áp lực không khí xung quanh chúng ta nè được lấy giá trị chuẩn nó bằng zero. Thì khi chúng ta hít vào thì áp lực trong lồng ngực nó âm hơn, tức là dưới zero thì khí nó mới đi từ ngoài khí quyển chạy vô đúng không? Còn cái người bệnh thì sao? Người bệnh thì người ta đây là cái phổi bình thường, các anh chị thấy ha. Ở đây là người bệnh thì do người bệnh người ta không có thở cho nên cơ quan nó không hoạt động ở đây ha. Thì nếu mà bình thường thì ở trong lồng ngực thế này là áp lực nó sẽ zero đúng không? Và cái máy thở nó phải tạo một cái áp lực dương để nó đẩy cái không khí đi vào trong phổi bệnh nhân, thì cái đó nó gọi là thông khí áp lực dương nha. Cái đó là thông khí áp lực dương thì nó hơi khác với lại cái thở bình thường của ta. Như vậy thì thở ra thì sao? Thở ra thì thở máy với lại thở tự nhiên như chúng ta đó thì nó giống nhau. Giống nhau là sao? Là khi mà chúng ta thở ra đó thì cái cơ hoành nó sẽ đàn hồi về vị trí bình thường, tức là cơ hoành nó sẽ đi di chuyển lên phía trên. Cơ liên sườn cũng đàn hồi chứ bình thường, tức là nó làm cho khung sườn kẹp xuống, thì cả hai cái chuyện đó nó làm cho áp lực trong người nó trở nên cao hơn áp lực ngoài khí trời và nó sẽ đẩy khí từ trong phổi ra, thì đó là thở ra. Thở ra thì là một cái thì
tức là thì thụ động, tức là nó các cái cơ nó đàn hồi cái gì như phía bình thường thôi, thì đó là thì thở ra ha. Tức là hiểu sơ sơ vậy đó. Cái thứ hai mà chúng ta cũng cần phải hiểu đó là có hai cái loại thông khí. Một loại thông khí là gọi là thông khí xâm nhập, và một loại nữa là thông khí mà không xâm nhập. Cái từ tiếng Anh đó là không xâm nhập, tức là non-invasive. Thì chúng ta nói tới cái non-invasive trước, tức là thông khí không xâm nhập. Thông khí xâm nhập là một cái biện pháp mà chúng ta cung cấp cái khí cho bệnh nhân đó, không dùng cái giao diện gì đó mà nó đi vào trong cơ thể mình. Cái giao diện mà đi vào trong cơ thể mình gọi là thông khí xâm nhập, còn cái giao diện mà nó ở ngoài cơ thể mình thì gọi là không xâm nhập. Như vậy thì sẽ có một số cái kiểu mà thông khí không xâm nhập sau đây, các anh chị để ý ha. Kiểu thứ nhất là cái kiểu mà thông khí không xâm nhập mà qua cái mát, gọi là mắt mũi, tức là sao, là nó chỉ ụt vô cái mũi thôi, còn cái miệng thì để trống. Cái loại thứ hai là mát mũi miệng, đây mát mũi miệng là ụt cả mũi cả miệng đây. Và cái loại thứ ba là cái loại nó gọi là cannula, hay là cái ống thông mũi, hay là cái ống cái ngạnh mũi ha, mà bắt nó kêu là cái ngạnh mũi ha, thì nó chỉ gắn cho hai con mũi thôi. Thì đó là những cái biện pháp mà nó không có đưa vào trong cơ thể mình thì nó gọi là thông khí không xâm nhập, hay là thông khí không xâm lấn ha, nó cũng vậy thôi. Và cái bài của tôi nói không có chuyện là thông khí không xâm lấn, mà chỉ là thông khí xâm lấn. Thì thông khí không xâm lấn thường thường á, người ta sẽ áp dụng cho những cái bệnh nhân mà cái vấn đề siêu hấp của nó đó, thông thường là một cái siêu hấp mà nó đã lâu rồi, mãn tính rồi. Ví dụ như những cái người bệnh mà bị bệnh COPD cái hàng, thì khi cái người bệnh đó bị siêu hấp thì người ta đưa vào viện, và cái người đó còn rất là còn tỉnh, sao mà nói chuyện được nhưng mà thở khó thôi, và người ta sẽ ụt một cái mát vô mũi miệng người ta giống như hình này, để người ta cho cái người bệnh thở máy. Và trong vòng 6 tiếng, 12 tiếng đó, người bệnh cảm thấy đỡ mệt thì người ta tháo ra, đúng không ạ, cho thở oxy thôi, do nó đơn giản. Thì thông khí không xâm lấn thì nó được một cái là nó phải đỡ tốn cái công mà chúng ta phải đặt cái ống vô trong cơ thể, đúng không ạ. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ đỡ phải dùng những cái thuốc như thuốc an thần, thuốc giãn cơ, tại vì bệnh nhân mà gắn cái máy thì bệnh nhân dễ chịu, bệnh nhân còn tỉnh mà. Còn khi chúng ta đặt không một cái quản thì bắt buộc nó phải cho thuốc an thần, chứ không bệnh nhân dễ dụ, bệnh nhân sẽ chống, đúng không ạ. Thì thông khí không xâm lấn nó có một số cái ưu điểm gì. Tuy nhiên ở ICU của mình á, thì cái mình thường xuyên nhất mà để mình làm đó là thông khí xâm lấn. Xâm lấn có nghĩa là chúng ta phải đưa một cái gì đó vào trong cơ thể bệnh nhân, cái đó nó gọi là cái đường thở đó ha. Thì cái đường thở đưa vào trong bệnh nhân thì có thể là dùng cái gì, cái ống nội khí quản ra, đây là cái mà phải nói là rất là thường xuyên chúng ta sử dụng nha. Và cái thứ hai nữa là cái ống mở khí quản, các bạn để ý một chút xíu ha. Cái ống mở khí quản này là cái ống mở khí quản mà nó bằng nhựa ha, và nó có một cái, cũng có cái bóng chèn ở đây để chúng ta bơm lên, thì nó mới là cái ống mở khí quản mà để thông khí nhân tạo, chứ không phải là cái ống Crisape, tức là ống bằng kim loại. Nếu chúng ta dùng ống bằng kim loại chúng ta mở khí quản thì chỉ dành cho những người mà tự thở thôi. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta sử dụng ống Crisape thì nó thất thoát rất là nhiều, và do đó chúng ta không thể nào thở máy đi qua cái ống Crisape được ha. Một số các bạn dưới tỉnh á, thì khi một bệnh nhân mà siêu hấp lâu rồi thì mình mở khí quản cho bệnh nhân, và khi mở khí quản bệnh nhân thì dùng cái ống kim loại đó, cho nên là nó không có kính, không kính, cho nên thở máy bị thất thoát rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ không có dùng cái ống mở khí quản bằng kim loại để mình sử dụng để cho thở máy. Các bạn nhìn đây là một số cái máy thở mà chúng ta gọi là máy thở ICU. Máy thở ICU là những cái máy thở mà nó có cả hai mode xâm lấn và không xâm lấn, tức là nó sử dụng cái gì cũng được. Chẳng hạn như cái máy ta đang chiếu trên màn hình đây ha, gọi cái máy đây và hội trường đây, là cái máy mà chúng ta có thể vừa dùng để thở qua mát, tức là thở không xâm lấn, và chúng ta có thể vừa dùng để thở không xâm lấn, tức là chúng ta thở xâm lấn, chúng ta đặt vào cái quản và thở máy ha. Thì ở đây là cái máy, đây là máy thở ICU, máy thở ICU thì là rồi. Cái đó là cái phần outline. Nói chung cái nhiệm vụ chính của hôm nay là chúng ta học về cấu tạo của một cái máy thở là như thế nào. Thì các bạn để ý cái máy thở á, người ta dùng một cái từ nó gọi là ventilator system, tức là hệ thống máy thở, tức là một cái máy thở.
hồi xưa tôi cũng chưa hiểu cái từ này. Đại khái là tôi hiểu cái máy thở là cái máy thở này, nhưng mà thật ra cái máy thở đó là cái máy thở thôi, chứ không phải là một cái hệ thống để mà cung cấp nhân. Chẳng hạn chúng ta có thể nói là gì? Chẳng hạn như một cái chiếc xe hơi đi, thì gồm có gì? Tất nhiên là gồm có một cái khung xe, đúng không ạ? Rồi có một cái máy để chạy, rồi xong có một cái vô lăng để lái, đồng thời có một có bốn cái bánh xe để chạy. Nhà hàng gì? Thì cái đó là một hệ thống, đúng không ạ? Một cái máy không, một cái máy nổ không, không có là thành chiếc xe hơi. Nhưng mà đương nhiên chiếc xe hơi là phải có cái máy nổ trong đó. Tức là hệ thống máy thở thì bắt buộc phải có máy thở. Điều đó nói lên là gì? Thông thường chúng ta chỉ quan tâm cái máy thở thôi, còn mấy một phần linh tinh đi dùng dòng máy thở chúng ta không có để ý. Nhưng mà cái đó là cái điều sai lầm, chúng ta không hiểu gì nó thì chắc chắn sẽ làm bậy ha. Và mục đích của cái bài này đó, để tránh chúng ta làm bậy, để nói cái chuyện này là tại sao. Tại vì có nhiều cái quan điểm của mình á, hiện tại giờ chúng cần phải điều chỉnh, mà tôi cam đoan các bạn luôn, sau cái phần này các bạn sẽ thấy mình điều chỉnh cái quan điểm rất là nhiều. Đó là phần cấu tạo của một cái hệ thống máy thở. Ngày đầu tiên, muốn có một bệnh nhân thở máy, nó phải có một cái hệ thống. Hệ thống gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là bắt buộc các anh chị phải có một cái nguồn, gọi là nguồn khí. Cái nguồn khí này đó, để cung cấp cái khí cho máy thở, và đương nhiên là máy thở sẽ cung cấp cái khí đó cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thì cái nguồn khí này gồm cái gì? Chúng ta phải có hai nguồn khí. Chúng ta phải có vừa khí nén, tức là không khí mình nén lại đó, và vừa oxy nguyên chất, đúng không ạ? Thì có đó là hai nguồn khí. Thứ hai đó là máy thở cần cái gì để hoạt động? Máy thở cần cái nguồn điện. Chúng ta phải cắm điện nó mới hoạt động. Thì nếu không có điện, chúng ta phải có một cái pin sạc ở trong đó. Vậy chúng ta sẽ nói về điện, nói về pin sạc ha. Thứ ba là mới tới cái máy thở đây. Và một cái rất là quan trọng mà ngày hôm nay các anh chị sẽ thấy, đó là cái bộ dây máy thở, tức là cái phần mà nó liên kết giữa máy thở với bệnh nhân. Cái thứ năm là cái đường thở, như nãy tôi nói cái loại giao diện đó, ví dụ ống nội khí quản, ống mở khí quản, cái mask chẳng hạn, đó là cái đường thở. Và cái cuối cùng là cái phổi bệnh nhân. Tại sao lại nói tới cái phổi bệnh nhân ở đây? Các bạn để ý một cái máy thở, chúng ta thở máy đó mà muốn thành công được đó, thì đương nhiên là thở máy thì bệnh nhân nó đâu có thở, đúng không? Có thể bệnh nhân bị bệnh lý gì đó ở phổi, nhưng mà cái phổi nó cũng vừa vừa thôi, chứ cái phổi mình nặng quá thì chúng ta cũng thở máy đâu thành công, hiểu không? Vì vậy chúng ta muốn thở máy thành công đó, thì cái phổi nó cũng phải cũng có thể có tổn thương, nhưng mà cũng còn có thể trao đổi khí được, thì chúng ta mới có thể thành công được. Chứ không phải chúng ta nói là bây giờ tôi có cái máy thở rồi, giờ chắc luôn bệnh nhân bệnh nặng cỡ nào tôi cũng thở máy thành công, mà không có chuyện đó, hiểu không ạ? Nhưng mà cái máy chạy thận thì sao? Cho là cái chức năng thận nguyên nhân bằng zero đi, thì chúng ta vẫn có thể kéo dài cuộc sống là bằng cái máy chạy thận. Nhưng mà cái phổi bằng zero đó là không thể nào kéo dài cuộc sống nguyên nhân bằng cái máy thở, mà chúng ta phải dùng cái gì ạ? ECMO chứ hả? ECMO thì mới kéo dài cái cuộc sống của mấy cái người mà cái chức năng phổi bằng zero. Các chị hiểu không ạ? Cho nên là cái máy thở sẽ cần cái phổi là vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô từng thứ nha. Tại sao tôi lại nói cái thứ này? Tại vì tôi cam đoan các chị luôn là phần lớn điều dưỡng là nữ, mà hãy nữ thì cái gì mà nói điện, cái gì mà nói pin sạc, cái gì nói là khí nén, cái gì nói là ổ cắm, cái gì đó là bắt đầu thấy bệnh rồi, thấy lúng túng rồi. Nhưng mà nếu mà mình bệnh, mình lúng túng thì quá ra mình có thể mình ráp làm bậy ha, mình làm nó sai thì rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là chúng ta phải rành. Và tôi cũng mong là sau khi nói bài này thì các bạn sẽ có đặt có nhiều câu hỏi. Đầu tiên là cái hệ thống điện. Thì như tất cả các bạn biết đó, thì các máy thở sẽ cắm điện. Chẳng hạn như máy thở đây, chúng ta đang cắm điện cho nó đang hoạt động đây. Vậy thì cái điện này đó là chúng ta cắm cho nó hoạt động. Thì cái điện chúng ta gồm có mấy cái thiết bị gì ở trên máy thở mà sẽ hoạt động nhờ điện nha. Hãy để ý nha. Không biết các bạn ở dưới xa quá có thể thấy không, nhưng mà ở đây cái phần chính giữa đây là cái phần to nhất đây, là cái phần nó gọi là thiết bị để tạo cái nhịp thở. Cái thiết bị đó để tạo nhịp thở, tức là trong đó nó máy móc cái gì đó mình cũng cần biết, đúng không? Nó là thiết bị để tạo ra nhịp thở, đại khái vậy. Cái phần phía trên này là một cái màn hình, đúng không ạ? Và cái màn hình nó cũng chạy điện, đúng không? Cái màn hình này cũng chạy điện. Cái màn hình là cái chỗ nó gọi là giao diện với người sử dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái màn hình nó bao gồm có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bác sĩ muốn cái gì đó thì bác sĩ gõ vào đây, đúng không? Để cho máy thở nó hiểu là bác sĩ muốn cái gì. Và khi máy thở nó giúp thở bệnh nhân mà tình trạng bệnh nhân như thế nào đó,
những thông số như thế nào thì nó hiện ở đây để chỉ nhìn cho chỉ biết đại khái là cái chỗ để gì, để bác sĩ nhập vô và máy thở nó output nó ra để cho bác sĩ biết về cái đó là cái màn hình. Cái thứ ba là một cái thiết bị làm ẩm ở đây. Có khi là chúng ta sẽ không dùng thiết bị làm ẩm ẩm mà cắm điện giống như vậy, mà chúng ta sẽ dùng thiết bị khác, thì cái đó để từ từ chúng ta sẽ học. Và cái thứ tư là như cái máy nén khí mà là chúng ta lên ở trường đây thì chúng ta phải chạy cái máy nén khí ở phía dưới, đúng không ạ? Để gì? Để có cái khí mà sử dụng. Còn nếu ở khoa thì sao? Chúng ta chỉ cần cắm cái lỗ tường thôi là xong. Như vậy thì chúng ta biết là một cái cắm điện chúng ta đó là có bốn cái thiết bị, đúng không ạ? Để mà xài điện thì gồm có cái khối tạo nhiệt thở nè, cái màn hình giao diện chúng ta để chúng ta nhìn nè, rồi cái thiết bị làm ẩm nè, và cái máy nén khí. Rồi thì bây giờ cái đó là chúng ta cắm điện thì nó hoạt động bốn phần đó. Bây giờ khi mà ta cúp điện, bị cúp điện thì giờ ta rút điện ra. Rút điện ra thì cái gì bị ảnh hưởng? Các bạn nhớ là ở trong máy thở thì bao giờ cũng có một cái cục pin gọi là pin sạc. Hay nông nam nó là cái battery, tức là nó là một cái ắc quy thôi. Nó là một cái ắc quy. Có thể là cái máy thở này ắc quy nó thế này, máy thở kia ắc quy nó khác, nhưng mà ắc quy để làm gì? Để khi mà cúp điện thì nó sử dụng điện của cái bình ắc quy đó để mà phát điện lên để mà cái máy thở tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên nó chỉ cung cấp có hai thiết bị, hồi nãy giờ tôi kể là bốn cái phải không ạ? Thì nó chỉ cung cấp cho hai thôi, tức là nó cung cấp cho cái khối tạo nhiệt thở với màn hình thôi. Còn cái compressor với lại bộ phận mà làm ẩm ẩm thì nó sẽ không cung cấp điện cho cái, tức là các quy trong trong máy đó, nó không cung cấp điện cho hai thiết bị kia. Như vậy thì các quy nó có quan trọng không ạ? Rất là quan trọng đúng không? Rất quan trọng. Tại sao? Tại vì khi mà cúp điện một cái, bệnh nhân mà đang thở máy đúng không, mà tự nhiên nó ngưng nhịp thở, các anh chị có bao giờ các anh chị nói là xí cho tôi cúp điện 5 phút đi đúng không, tạm thời ngưng thở 5 phút đi, hẳn cho tôi làm gì đó được không? Không được đâu. Thở là liên tục, nhịn ăn 2-3 ngày được không? Được. Nhịn uống 1 ngày được không? Được. Nhưng mà không có nhịn thở được ngày giờ nào phút nào trên ha. Chúng ta biết là ngưng tim trong vòng 4 phút ha là chết não đúng không? Ngưng thở trong vòng 1-2 phút rồi thì sẽ đưa đến ngưng tim. Vậy thì ngưng thở không được, chúng ta phải liên tục. Bây giờ thì cái pin sạc nó sẽ như thế nào? Các chị nhớ là khi mà chúng ta cắm điện mà chúng ta đang hoạt động máy nè, thì cái điện đó nó sẽ sạc vô trong cái pin đó. Và khi bị cúp điện thì cái pin sạc nó quay trở lại, nó cung cấp điện cho cái máy thở, đúng không ạ? Vậy thì cái cục pin sạc mà nếu mà nó đầy, nó đã điện được sạc đầy mà nó chức năng nó còn 100% thì nó có thể cung cấp điện cho máy thở hoạt động khoảng chừng 30 phút đến tiếng đồng hồ, đó là máy thở ICU của mình ha. Còn những máy thở mà chuyển diện thì có thể 4 tiếng, có thể 6 tiếng, đó chúng ta không nói, chúng ta đang nói máy ICU, chúng ta đang nói cái máy này. Thì cái lượng điện mà trong cái cục pin sạc đó có thể giúp cho cái máy thở tiếp tục hoạt động trong vòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Tuy nhiên các bạn để ý một chuyện là cái pin sạc đó nó dẫn tới ăn uống. Ăn uống nghĩa là gì? Nó vẫn phải cần phải nạp điện thêm. Bình thường chúng ta cắm điện cho máy thở thì đương nhiên cái pin sạc nó sẽ được sạc. Nhưng mà sợ nhất là chúng ta không hoạt động. Chẳng hạn như cái bệnh viện của mình có 10 cái máy thở, mình hoạt động 5 cái hay còn 5 cái mình cất trong kho. Cất trong kho tức là mình chưa có hoạt động. Thì mình để trong kho đó 2-3 tháng sau mình mới lấy ra hoạt động thì cái pin sạc nó trở về zero, nó không còn gì cả. Thì lúc đó chúng ta cắm lại mà chúng ta có sạc đầy nữa đó thì công suất của nó cũng bị giảm đi. Các bạn có hiểu không ạ? Công suất giảm đi. Công suất giảm nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà cái pin sạc đó mà còn mới mà được sạc đầy thì có thể nó trả điện lại cho máy nó hoạt động được tiếng đồng hồ chẳng hạn gì. Thì cái cục pin mà nó bị chai thì nó sẽ trả điện lại cho máy nó hoạt động ví dụ 5-10 phút thôi là nó hết. Có hiểu không ạ? Nó không còn chức năng nữa. Đôi khi một số bệnh viện đó, chúng ta mua máy thở về còn mới tinh, đúng không ạ? Chưa sử dụng, công ty chỉ bàn giao cái cục pin này nó đang hoạt động 100%. Các bạn bỏ trong kho, các bạn đi lên bệnh viện nào bị dưỡng, các bạn học 3 tháng, đúng không? Các bạn về, các bạn kéo ra, các bạn cắm vô, cái máy nó báo động là lỗi pin sạc. Ví dụ vậy, nó cho tôi chưa xài giờ nào trên, tự nhiên pin sạc nó lên. Tại mình cất trong kho quá lâu. Vì để làm sao mà đừng có quên, các bạn nhớ là có một cái luật là cứ trong vòng khoảng 1 tuần thì các bạn phải sạc điện nó một lần. Cứ 1 tuần phải sạc cho nó lên.
Một lần sạc mà từ zero tới đầy đó thì khoảng chừng 8 tiếng thôi, 8 tiếng. Như vậy thì có một em nó có sáng kiến cải tiến là nó đem cắt cái máy thở vào ngày nào nó ghi cái ngày lên trên máy thở đó. Và ngày nào cũng chạy vô nó cũng coi coi đủ 7 ngày chưa, nặng cũng cắt điện sạc. Có được không ạ? Làm gì được, lâu thứ mà luôn, tốn công. Mình có một cái máy thở thì còn được, mình có gần 20 máy thở, các mọi đếm hoài cái chết. Vì vậy thì thật ra mình không cần quan tâm đến chuyện đó. Ở khoa tôi đó, thì cứ mỗi tuần những cái máy thở nào không được sạc thì mình sẽ cắm điện sạc cho nó một ngày thôi. Ví dụ mình thích ngày nào đó sạc ngày đó, ví dụ thích thứ sáu mình sạc thứ sáu, thứ năm sạc thứ năm. Cái máy nào không hoạt động nha, cái máy nào đang hoạt động thì sao? Thì đương nhiên là nó được sạc rồi, không phải lo ha. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta có cái bộ phận gọi là cái UVS, là cái bộ phận tử điện đó, thì nó sẽ giúp cho cái máy thở hoạt động an toàn hơn ha. Rồi cái phần thứ hai là phần khí. Phần khí thì nói chung là một cái máy thở thì sẽ cần phải có hai cái nguồn, một cái là oxy, một cái là khí nén ha, chắc chắn rồi ha. Có thể là các bạn thấy có nhiều cái máy thở là không có cần cắm khí nén, là tại vì bản thân nó là có khí nén. Ví dụ như máy thở này nó có máy nén khí nằm dưới đây, mình tưởng nó cắm oxy không, nhưng mà thật ra thì nó cũng phải có gì, cũng có khí nén. Các bạn hiểu không ạ? Thì nó phải có hai nguồn vậy. Thì đầu tiên là tôi xin nói về các cái lỗ oxy của khoa. Nói chung là mỗi cái đầu giường thì chúng ta sẽ có bao nhiêu lỗ oxy, bao nhiêu lỗ nghe và bao nhiêu lỗ hút. Nói chung là chúng ta sẽ có hai option, một option đó là có bốn lỗ. Trong cái bốn lỗ đó phải có hai lỗ oxy, một lỗ khí nén và một lỗ hút. Thì chúng ta gọi là hệ thống bốn lỗ. Thường thường những cái khoa hồi sức nội khoa đó là bốn lỗ là đủ. Bốn lỗ là đủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ cần bốn lỗ đó thì có thể giúp thở bệnh nhân. Các bạn rất là ngạc nhiên tại sao lại có bốn lỗ. Lỗ hút cần không? Cần đúng không? Phải có lỗ hút. E với oxy cần rồi. Ủa sao vậy? Hai oxy. Hai oxy cái gì vậy? Tại vì tôi biết là rất nhiều bệnh viện chỉ có ba lỗ thôi. Một oxy, một heo, một hút. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đây chúng ta sẽ bốn, là hai oxy. Hai oxy là tại vì phải có một oxy dự phòng. Cái oxy đó mục đích để làm gì? Để chúng ta sẽ gắn cái nồi, cái bình làm ấm, cái bình làm ấm oxy đó, rồi chúng ta nối với cái bóng nước thở để chi vậy? Để chi vậy? Để rủi, lúc nào cũng sao? Để rủi mà cúp điện cái nó lấy cái gì để bóp đúng không? Nó lấy gì để bóp đúng không? Chúng ta phải có một cái bóng để dự phòng. Hoặc là chúng ta chạy lại máy báo động thấy bệnh nhân tím lè thì chúng ta phải rút bệnh nhân ra khỏi máy thở và chúng ta lấy cái bóng ta bóp bệnh nhân. Còn cái vụ gì mà gây ra tím tính sao ha, thì tới cái phần sự kiện báo động máy thở ha. Mà cái bóng đó chúng ta phải máng luôn ngay trên đầu giường đó để rủi nửa đêm một cúp điện cái chúng ta mò lên cái giường chúng ta cầm cái bóng ta bóp ha. Chứ bây giờ lúc đó mà đem cái bóng cắt đúng không, hậu cái bóng đâu rồi, cắt trong kho chúng ta không? Mười mấy bệnh nhân đang thở máy đây con bóng cắt trong kho làm sao lo ra được. Khi chúng ta lo ra đầy đủ bệnh nhân chết ngắt đúng không thì rất là nguy hiểm. Vậy chúng ta phải có hai cái lỗ oxy. Có nhiều bệnh viện có một lỗ oxy thì các bạn làm gì? Các bạn khi máy báo động bệnh nhân tím, các bạn rút cái máy thở ra, rút cái lỗ oxy của máy thở ra, các bạn cắm oxy mình vô, các bạn bóp bóng hồi cái thấy bệnh nhân nồng lên, rồi các bạn rút oxy của mình ra, cái cắm oxy máy thở vô, các bạn gắn cho bệnh nhân rút ra rút vô hồi cái thai, cái bàn tay có điều dưỡng đó, hiểu chưa? Nó chai mà con gái nó bàn tay nó chai cũng nguy hiểm ha. Người yêu dắt đi đồng sen đi hồi cái em ở đứng đây để anh ra mua nước mua kem gì đó nó chạy mất tiêu. Mấy bữa sau hỏi này thầy tội con gái vừa tay cứ ngắt, mà tay của mấy cô điều dưỡng cô hồi sức là cứ ngắt là tại vì cứ rút ra rút vô cái hộ cắm đó mà bằng khác mà ha. Không nên ha. Chúng ta phải có hai oxy nha. Như vậy thì khi mà chúng ta đi đến cái khoa hồi sức mà chúng ta thấy cái lỗ nó có mấy lỗ thì cái khoa hồi sức nó mấy sao? Có bốn lỗ là bốn sao. Nhưng mà có khoa hồi sức mại của tôi là cái năm sao. Năm sao là tại vì có hai cái lỗ hút được. Tức là ngoài cái chuyện là có hai oxy đúng không ạ? Một e thì có hai lỗ hút thì tại sao vậy? Tại vì chúng ta còn một cái hút
ngoài cái hút đàm ấy, ta còn cái hút là hút có thể là hút ra dưỡng lưu bằng phổi, hút mình tiêm dưỡng lưu được chi nhánh nha, mấy chuyện đó chúng ta phải có hai độ hút là vậy ha. Và chúng ta chỉ cần năm thôi chứ không cần nhiều hơn. Có một bạn xin lỗi nha, các bạn nào mà lỡ ở Cà Mau thì đừng nói tôi nói xấu, thể Cà Mau tới 6 lỗ luôn, cho mình dưỡng 6 sao cho 2 lỗ E, 2 oxy, 2 hút cái dưỡng 2 mà đâu có cần tới 2 E dữ vậy, cần 1 E đủ rồi. Thì nói vậy cho vui thôi ha. Các bạn biết là đầu giường mà 5 lỗ là ok nha, ta sẽ có 5 lỗ. Thế nhưng mà có nhiều loại máy thở thì nó chỉ cần cái nguồn khí oxy không à, tức là cái máy thở không cần cấm E. Chẳng hạn như chúng ta thấy trên đây có máy Bennett 760, rồi Rager, Samina, rồi Sequoia, dân là đó, đây là những cái máy thở mà chúng ta không cần cấm khí nén, chúng ta chỉ cần cấm cái lỗ oxy là nó chạy. Và cái những cái công ty này, những cái anh mà bán cái hàng này nói với mình là anh mua cái máy của em đi, tại vì máy em không cần cái khí tường, khí nén gì trên, cái lỗ oxy cái là chạy lên. Thật ra ở trong cái máy bự khổng lồ đó nó có một cái tút pin khí, tức là nó tạo cái khí nén trong đó rồi, đúng không ạ? Và thường thường đó thì cái máy mà nó vậy á nó lại rẻ hơn cái máy mà nó đòi cả oxy cả E, có hiểu không ạ? Nó rẻ tiền hơn, dĩ nhiên là nó ít cái mod gọi là mod hiện đại hơn. Thường thường nó phù hợp với những cái bệnh viện nhỏ, với những quận huyện rồi đó chưa hệ thống E tường, hoặc là những cái bệnh viện mà lớn nhưng mà chúng ta trang bị cái máy đó chỉ cho những cái khoa mà có khoa thường, ví dụ như ở trên khoa hô hấp chẳng hạn, khoa hô hấp thì không có ICU, nhưng giờ bệnh lan tràn quá trời, mình đem lên khoa hô hấp năm ba cái máy đó thì đâu có hệ thống E, đâu có hệ thống oxy tường, chúng ta lấy cái bình oxy ta gắn vô rồi cho nó máy thở hoạt động cũng được ha. Mà nhất là trong cái đợt dịch giống như dịch Covid này nè, thì bất cứ khoa nào cũng trở thành cái khoa gọi là điều trị Covid, đúng không? Chúng ta mua máy thở này để cũng tiện, đúng không? Thì để các bạn biết thôi. Còn cái máy thở mà chúng ta đang điều mua đây là máy thở cần dùng cả hai nguồn khí, thì thường thường những máy thở nó hiện đại thì sẽ cần dùng cả hai nguồn khí nha. Rồi, bây giờ các bạn hiểu thêm một cái thiết bị nữa, nó gọi là cái oxygen sensor hay là oxygen cell, tức là đây là một cái thiết bị mà nó sẽ đo cái nồng độ oxy. Thiết bị nó cần không? Rất cần. Ví dụ như vậy, các bạn biết là chúng ta sẽ sử dụng hai cái nguồn, một nguồn là oxy, là nồng độ oxy 100%, và một nguồn nữa là khí nén, tức là khí trời mình nén lại đó, thì nồng độ của khí trời là 21%, và chúng ta sẽ cho cài đặt cho bệnh nhân một cái nồng độ oxy giữa, ví dụ chúng ta cài đặt nồng độ oxy là 40% chẳng hạn, thì máy thở sẽ tự động nó trộn lấy một mớ oxy, lấy một mớ E nó trộn lại thành một cái hỗn hợp khí. Hỗn hợp khí đó có nồng độ oxy là 40%, đúng không? Ra 40 rồi đó. Nhưng mà sau khi trộn xong rồi đó thì máy thở còn phải kiểm tra lại xem cái nồng độ có đúng 40% không? Các bạn có hiểu không ạ? Vậy thì cái vai trò đó là của cái thiết bị nó gọi là oxygen cell hay oxygen sensor, để kiểm tra lại. Nó giống như vậy, giống như các bạn tắm em bé đúng không? Thì sách dạy là tắm em bé ở nhiệt độ 37 độ, tôi ví dụ đi, thì các bạn lấy nước thường, tức là nước lumine hứng ra cái thao, xong bạn lấy nước sôi bạn đổ vô, xong bạn trộn quay ngồi, các bạn bỏ cắm nhiệt kế vô coi đúng 37 chưa, đúng 37 thì bắt đầu tắm, đúng không ạ? Thì đó là chúng ta kiểm lại sao chúng ta đã trộn. Thì cái thiết bị oxygen sensor này nó là thiết bị để kiểm tra lại, thì thật ra thì nó là cái cục cũng nhỏ vậy thôi. Đây là cái oxygen sensor ha, giống như ở trên hình đó, cục oxygen sensor này. Cục này á, giá của nó khoảng 5 triệu, nhưng mà ở trong cái cục này nè thì nó có một số cái hóa chất gì đó, tôi cũng không biết hóa chất gì, nhưng mà đại khái khi các bạn xài lần thì nó sẽ hết hóa chất nó đi, và khi hết thì oxygen sensor này nó trở thành bị gì, hết đá thì out dead đó, tức là nó hết đá thì mình phải tháo ra, mình dùng, mình thay cái cục khác vô, đúng không? Như vậy thì xài một thời gian sẽ hết. Thì cái cục này đó mà ông giám đốc không có hiểu, ông hiểu là ông mua cái máy thở tỷ bạc ông giao cho mình rồi thì mình phải xài hoài chứ không có thay cái gì hết, hiểu không? Đưa lên nó không thể sợ hết, thay ông không có giao, đúng không? Thường thường là vậy, cho
nghĩ là mua máy thở mắt cái bà sao lại thấy thay bà ha. Thì cái này nó như thế này nè, các bạn nhớ là cái lượng hóa chất trong đây nó đã cố định rồi, cho nên nếu các bạn xài nồng độ oxy mà cao, như xài nồng độ oxy là 60, 70, 80, 90, 100 hoài đó thì nó rất là mau hết, mà các bạn xài nồng độ oxy 30, 40 không thì nó lâu hết. Thì vậy thì cùng một cái máy thở, cùng thời gian sử dụng luôn mà sử dụng ở khoa ICU, bệnh nhân rất là nặng đúng không, nồng độ oxy toàn 100 không, xài 3 tháng thử hết đúng không. Còn khoa hồi sức ngoại, bệnh nhà hiều nồng độ oxy 30, 40 thôi, xài 5 cái thử. Công giám đốc nói mày xài phá như quỷ không? Mày phá như quỷ có 3 tháng rồi mày than lần, còn cái thằng kia 5 nó mới than lần. Vấn đề là nó đang xài nồng độ oxy nhiên, các bạn có hiểu chưa? Và một điều rất là ngạc nhiên là sau khi các bạn mở ra, các bạn gắn như máy thở, các bạn không xài nó cũng hết. Nếu các bạn để nó nằm không xài trên nó cũng hết. Tại sao? Tại nó cũng tác dụng với oxy của không khí, không khí mình có oxy mà nó cũng tác dụng và nó sẽ hết. Có hiểu không ạ? Cho nên là cục này là cục phải thay. Và khi chúng ta không thay thì cục này nó sẽ báo động. Cục này mà nó hao áp đét, nó sẽ báo động, nó báo động nồng độ oxy sao? Sai ha. Nồng độ oxy sai. Các bạn nhớ cục này là cục mình phải mua và phải thay nha. Cái cục này thì nó giúp cho chúng ta để biết được là cái nồng độ oxy nó có ngoài giá trị bình thường không. Tôi lý dụ như thế này, khi các bạn đặt nồng độ oxy là 40% nha, rồi máy thở sẽ trộn một ít oxy với không khí rồi nó ra 40%. Nhưng mà rủi ro là ví dụ đi cái máy nén khí này tự nhiên nó hư, tức là máy thở thì có cái máy nén khí và có nguồn oxy không, mà cái máy nén khí nó bị hư thì sao? Nó không cung cấp khí nén nữa và tất cả các khí đi vô trong máy thở là toàn là gì? Oxy không. Như vậy thì mặc dù chúng ta đang dặn cái nồng độ oxy là 40% thì máy thở nó báo nồng độ oxy là 100% và nó sẽ báo động để chúng ta biết là nồng độ oxy đang rất là cao, và chúng ta mới biết là tại sao, tại vì không còn e nữa. Có hiểu ý mà máy nó biết nó báo chúng ta biết đúng không ạ? Vậy thì cái này có cần không? Rất là cần đúng không? Tới phần báo động thì tôi sẽ nói kỹ hơn chút. Tiếp tục là cái bộ dây máy thở. Bộ dây máy thở thì nói chung là có hai kiểu, một kiểu là một nhánh, một kiểu là hai nhánh. Thì cái kiểu một nhánh thì hiện tại bây giờ chúng ta không còn sử dụng nữa, rất ít khi sử dụng, cho nên chúng ta còn bỏ qua. Chúng ta coi cái như máy thở hai nhánh thôi. Máy thở hai nhánh tức là gồm nhánh hít vào và nhánh thở ra. Thì đây các bạn nhìn ở trên máy thở thì các bạn sẽ thấy một cái dây nó sẽ đi từ cái phần hít vào đi đến bệnh nhân, đi qua cái chữ Y này, chữ Y đây ha. Rồi một cái nhánh này đi từ chữ Y quay trở về máy thở rồi nhánh thở ra. Đây là có cái hình nha. Thì lại khác thế này, mình có cái ba chia ngay chỗ cái chữ Y chỗ này nè, nó là một cái ngã ba đường đúng không. Thì nếu mà máy thở bơm khí vào phổi bệnh nhân, máy thở mà bơm khí vào phổi bệnh nhân thì khí bắt đầu từ máy thở ở nhánh hít vào đúng không ạ? Nó sẽ đi ở đây, nó sẽ đi theo nhánh hít vào, đi vào tới đây. Nhưng mà lúc đó van thở ra đang đóng nè, van thở ra đang đóng thì cái khí sẽ đi vào trong phổi bệnh nhân đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn thì thở ra thì sao? Thì thở ra thì cái van hít vào nó đã đóng, cái khí từ trong phổi bệnh nhân, cái van thở ra nó mở ra, cho nên khí từ phổi bệnh nhân sẽ thoát ra ngoài, tại vì khí từ phổi bệnh nhân áp lực nó cao hơn so với bên ngoài đúng không, nó sẽ đi ra ngoài. Đó. Tôi lấy ví dụ như ở bên phía bên này, cái tay bên trái tôi là cái van hít vào, cái tay bên phải tôi là van thở ra đúng không ạ? Thì cái nhánh mà đi từ máy thở, tức là đi từ cái thân người tôi đi qua cái van hít vào đi tới cái ngã ba đó, đi vào bệnh nhân gọi là cái nhánh hít vào. Còn nhánh từ bệnh nhân đi tới cái van thở ra đi trở về máy thở xong ra ngoài thì gọi là van nhánh thở ra đúng không ạ? Thì cứ tương tự là hít vào thì van thở ra này đóng đúng không ạ? Van hít vào mở, và thở ra thì sao? Van hít vào đóng, van thở ra mở, nó cứ như vậy. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, nó làm vậy suốt ngày suốt đêm, cứ vậy thôi đúng không ạ? Và cái ba chia chỗ này sẽ nối vô nội khí quản thì sẽ cung cấp khí cho mọi bệnh nhân, thì đó là cái nhánh. Thì thông thường nhất á, trên nhánh hít vào nó sẽ có một số cái thiết bị nha. Chẳng hạn như thiết bị mà thường nhất ở trên nhánh hít vào là thiết bị gì? Thiết bị làm ẩm đúng không ạ? Tức là cái khí mà cung cấp bệnh nhân sẽ được làm ẩm, làm ấm đúng không ạ?
Thì bây giờ đầu tiên chúng ta xem cái loại dây. Nói chung là cái dây máy thở là đây nè. Cái dây máy thở là cái này nè. Cái ống đó, cái ống nhưng mà quen gọi là dây rồi. Thì đây là cái, chẳng hạn như chúng ta thấy đây là một cái ống mà nó sẽ nối máy thở bệnh nhân này, cái ống này. Thì cái ống này nó gồm có hai chuyện mà các bạn cần phải biết. Chuyện thứ nhất là nó có kích cỡ khác nhau, kích cỡ nhau nhưng nói chung rất nhiều hãng để làm dây máy thở, nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ có ba cái cỡ dây khác nhau. Một cỡ dây chúng ta dùng cho trẻ sơ sinh, một cỡ dây dùng cho trẻ em, và một cỡ dây dùng cho người lớn, đúng không ạ? Đó ba cỡ. Như vậy thì ở đây nếu mà các bạn nào mà làm ở khoa ICU người lớn á thì không có biết ba cỡ là tại sao, thì có cỡ người lớn không, đúng không? Ai mà làm ở khoa hồi sức sơ sinh thì cũng biết có cỡ thôi, tại vì cỡ sơ sinh thôi. Còn làm hồi sức nhi thì biết cả ba cỡ, là tại vì chúng ta có ba loại, đúng không? Thì các bạn để ý là cái cỡ dây đó thì nó có hai chuyện, là cái đường kính của nó lớn hay nhỏ, và cái chiều dài của nó là dài hay ngắn, đúng không ạ? Thì các bạn để ý ha, tôi lấy ví dụ đây là cái cỡ dây cho trẻ trẻ sơ sinh thì sao? Đây các bạn để ý, đây là cỡ dây trẻ sơ sinh. Các bạn có thể ở dưới xa không nhìn thấy, nhưng mà đại khái các bạn hãy mà thấy dây trẻ sơ sinh thì cái đường kính trong nó khoảng 8 mm hoặc là 10 mm là tùy, nhưng mà các bạn cứ lấy con tay út của mình để vô thấy nó bằng bằng nhau, đúng không ạ? Thì vậy thì dây của trẻ sơ sinh và các bạn có tay út là vừa, đúng không ạ? Lâu lâu có một bạn đó, anh Tuấn em ráp một dây được không, cái ráp chụp cái hình cái bụng gửi tôi, nói nhưng mà nó bị lớn, chụp cái hình đâu biết bị lớn đâu. Cái hỏi cỡ chừng cái ngón nào của em, giữa nó ngón cái ha, nó ngón út ha, giải hạn gì thì tùy theo cái ngón. Bây giờ thì cái dây sơ sinh là ngón út nha, ngón út. Dây sơ sinh thì sử dụng cho em bé đó, không phải là sơ sinh không, mà ta sử dụng cho trẻ tới 7 kg nha, tức là từ 7 kg trở xuống thì sử dụng dây sơ sinh nha. Cái thứ hai là dây trẻ em. Dây trẻ em thì sử dụng thường thường nó bằng ngón tay cái của mình ha, ngón tay cái. Đường kính trong của nó là 15. Và dây người lớn là đây, đây là bằng ngón chân cái đi, ví dụ như thế này. Ví dụ trở dễ là 22. Chúng ta không cần nhớ mấy số này thì ông nội tôi nhớ không nổi nữa ha. Mình sẽ nhớ là dây, nhưng mà chúng ta đại khái là không biết vậy. Vậy thì sao chúng ta cần phải nhớ ví dụ này ta? Nó có cái chuyện là gì? Cái chuyện là một số cái máy thở mà nó khó tánh, nó động đảnh, chẳng hạn như máy thở Bennett vậy nè, thì các bạn ráp lộn bộ dây thì bạn test là cũng qua. Tôi lấy ví dụ thế này, các bạn sắp sửa sử dụng cho một em bé sơ sinh mới đẻ 3 kg, đúng không? Rồi các bạn vô test máy, các bạn khai với máy là đứa nhỏ 3 kg, đúng không, là bộ dây sơ sinh. Nhưng mà các bạn lục trong tủ của bạn thì hết bộ dây sơ sinh rồi, còn có bộ dây trẻ em không à. Bạn lấy bộ dây trẻ em bạn gắn vô, bạn test chạy fail, nó fail, tức là nó không có qua đó. Nó fail không qua. Và khi mà nó fail rồi đó, các bạn quỳ xuống lại nó cũng theo, thậm chí chạy vào chợ mua nãy chuối về cúng nó cũng theo luôn. Mà hãy theo rồi là làm sao làm phải kiếm được bộ dây sơ sinh mà test lại nó qua thì cái máy nó mới sử dụng được, chứ không là nó nằm chần chừ đóng nó cũng không có xài được. Có hiểu ý không ạ? Nó theo là vậy đó, thành ra không, rất là khổ luôn ha. Sao vậy, sao có nhiều cái máy thì không cần khai gì trơn á, đúng không, chắc gì cũng qua, còn cái máy thì sao nó khó vậy? Tại vì nó khó, tại vì nó chính xác, nó mới cần khó, đúng không? Đẹp thì phải chảnh chứ, được quyền chảnh không? Không đẹp mà chảnh thì chắc tiêu thế. Đẹp được quyền chảnh. Cho nên là thật sự mấy cái máy mà nó khó vậy đó thì tôi lại rất là thích, là tại vì những cái số liệu nó đo đạt được rất là chính xác nha. Đó là thứ nhất là cỡ dây. Thứ hai là cái tính chất của cái cọng dây này nè, là sản phẩm sản xuất từ cái gì. Thì nói chung ta có ba loại ha. Loại thứ nhất là loại PVC, tức là cái dây mà nói chung là bằng nhựa này. Cái dây nhựa này đó thì nói chung là sử dụng, gọi là sử dụng một lần, tức là disposable đó. Xài một lần tức là xài xong rồi ăn luôn đó nha, tức là xài xong rồi bỏ luôn. Thì thường thường giá của nó cũng rẻ thôi, chừng 200-300 ngàn gì đó một bộ dây.
và chúng ta xài hết thời gian đó để chúng ta, ví dụ bệnh nhân sắp sửa thở máy cái mình viết cái giấy kêu người nhà chạy đi mua bộ dây máy thở, chạy xuống dưới kho, lúc cái tờ giấy vô cái cô đó cũng quăng ra bộ dây máy thở cầm chạy lên ráp 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 xong gắn vô thở thở chưa à, ba bữa sau thở là được không, lúc mà cái quản ra đem bộ dây dùng cho thùng rác đem đi đem đâu đi đốt ha. Cái này là đồ rác thải y tế nên là phải đem đi đốt nha. Thì cái bộ dây này sướng cái là xài lần xong dùng không có phải rửa, không có phải sấy, phải hấp, phải làm gì cả, đúng không ạ? À, thì hiện tại bây giờ rất nhiều bệnh viện thích xài loại dây đó. À, hai cái loại dây thứ hai và thứ ba này là bộ dây mà chúng ta sử dụng lại có nghĩa là sau khi chúng ta sử dụng xong cái bộ dây silicon này, chúng ta sẽ có một cái quy trình là đầu tiên chúng ta phải ngâm dung dịch gì mấy tiếng mấy giờ mấy phút mấy giây đó, đem ra rửa mấy lần rồi ở làm sấy khô rồi đem đi gửi hấp xong rồi đem về xài lại, thì đó là nguyên cái quy trình, đúng không ạ? Thì bộ dây này gọi là dây silicon. Còn cái dây này nó gọi là dây hai keo, dây hai keo này. À, các bạn biết phân biệt giữa hai loại này á, đó là một dây là silicon và dây hai keo. Dây silicon hiện tại bây giờ giá của nó khoảng chừng 10 triệu. Còn hai keo này thì giá của nó còn mắc hơn, có thể là 15 triệu, ví dụ như đó. À, nhưng mà cái dây hai keo này nè, nó rất là cứng, tức là cái độ cứng nó cứng rất là nhiều. À, độ cứng rất là cứng. Nhưng mà nó giòn cái là chúng ta hấp nhiều lần thì nó sẽ bị gãy, bị nứt, đúng không? Còn dây silicon thì chúng ta có thể sử dụng khá là lâu. Một bộ dây silicon thì có thể sử dụng vài ba năm. À, mới đầu thì nó trắng giống như vậy nha. Cái ngày này giống vậy, hấp nhiều lần bắt đầu nó hơi vàng vàng chút luôn. À, và đi cầm đi Kiên Giang thì thấy là bộ dây nó màu giống màu gạch cua đó. Chứng tỏ là nó xài quá lâu, đúng không? Xài quá lâu mà xài được tới cái trình độ cỡ đó đó là thứ dữ rồi. À, và ngoài ra thì ngoài tất cả các cái loại này thì có một loại khác nữa là loại Liên Hợp Quốc. Cái loại này thì tôi cũng đi gặp một số nơi ở Sa Đéc, ở Cao Lãnh, ví dụ vậy. Liên Hợp Quốc nghĩa là một bộ dây có 5 cộng thì 5 màu khác nhau và 5 cỡ khác nhau. Đang giảng tự nhiên nó rớt về nước, lụt lỗ cổ lỗ cổ cái đất cái khô điểm cứ chụp gắn vô tôi lại. Tôi nhắc ngay, sao giờ tôi gắn vô cái, dạ chưa được 5 giây thầy. Có một quy tắc là 5 giây, có nghĩa là phải mà dưới 5 giây thì vẫn chưa có bắn vô. Trên 5 giây vẫn chưa bắn vô, nên là dưới 5 giây thì cứ gắn vô các bạn nha, không sao hết. Không biết có ngại gì được. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn vô đây, đây là bộ dây PVC, tức là dây chúng ta nói là dây xài một lần đó. Thì hiện tại bây giờ rất nhiều bệnh viện xài bộ dây này. Bộ dây này nó có nhiều kích cỡ khác nhau và nhiều loại giá tiền khác nhau, nhưng mà đại khái là nó cũng rẻ thôi và chúng ta xài rất là tiện. Chúng ta nhớ cái dây này nó có một cái đặc điểm là độ giãn nở nó cao, độ giãn nở cao tức là sao? Tức là chúng ta nhìn cái dây này, nếu mà chúng ta để ý là khi chúng ta ráp cái bộ dây máy thở đó thì mỗi cái thể tích vào của bệnh nhân đó thì máy nó bơm khí vào thì chúng ta thấy cái dây nó nở theo cái chiều dài nè và nó nở theo cái chiều tiết diện nữa, có hiểu không ạ? À? Nó nở ra thì cái đó nó gọi là thể tích nén, mà chúng ta sẽ xem thể tích nén là cái gì ha. À, cái độ giãn nở cao vậy cho nên là nó xài cho trẻ nhỏ thì lại không được nha. Còn như vậy thì chúng ta muốn xài cho nhỏ thì độ giãn nở phải thấp, thì độ nở thấp là dây silicon với dây hai keo được ha. Thì đây là dây hai keo, đây là dây chúng ta thấy là cái bộ dây này nè, ha, à, nó hấp được tốt nhưng nó cứng nó giòn lắm. Thường thường hiện tại giờ như đồng một tôi xài đó là tôi xài dây hai keo mà cái cỡ size nhỏ nhất này để dùng cho thở HFO, tức là dùng cho thở gọi là thông khí tần số cao đó. Tại vì dây nó cứng cho nên dùng tần số cao được. Cái tần số cao mà dùng cái dây mà giãn nở ra thì nó không còn vô bệnh nhân mà chỉ nở bộ dây, nó chỉ rung bộ dây thôi, thấy chưa? Cho nên là xài cái dây này thì nó rất là mắc mà nó mau hư nữa, nó hấp được bao nhiêu lần vậy hư. Một bộ dây 12 triệu đi ha, thì xài được có 4 lần về, mỗi lần bệnh nhân phải tính là 3 triệu một bộ dây. Vậy xài có 4 lần hư mà, thấy chưa? Ha. Còn dây silicon thì xài lâu ha. À, nói chung là hầu hết cái dây nhợ mà hiện tại đang xài là giờ xài dây silicon cho trẻ sơ sinh hết. Ở trong cái hình này thì các bạn để ý nó có một cái thiết bị ở đây,
là cái bình phun khí dung, đây là thiết bị làm ấm ẩm. Như vậy thì trên cái bộ dây máy thở đó, chúng ta có thể lắp thêm những cái thiết bị kèm theo là thiết bị phun khí dung như vậy. Nói chung là bộ dây máy thở thì nó rất là đa dạng, vừa đa dạng về kích cỡ nè, vừa đa dạng về chất liệu nè, và nó sẽ có một cái tính chất rất là quan trọng, nó gọi là thích nén. Ở đây nói là thích nén. Các bạn để ý á, khi các bạn cài đặt cái thông số ở thở máy đây, cái hàng như các bạn cài đặt thông số thở máy, thông số thở máy ví dụ như bạn cài đặt VT là 500 ml đi, rồi cài đặt là VT 500 ml, thì máy thở sẽ bơm qua khỏi cái bộ dây, tức là nó bơm từ máy thở vào bộ dây là 500 ml, nhưng mà có chắc là cái thể tích mà đi đến bệnh nhân, tức là đi vô bệnh nhân là 500 hay không thì không có chắc. Vì thì còn tùy thuộc cho bộ dây nó nở ra hay không. Thì ví dụ như toàn bộ cái bộ dây này nó nở ra được 50 ml, nó nở được 50 ml, ta hiểu không ạ? Bộ dây nó dài ra, nó nở ra gì đó hết 50 ml, vậy thì thật sự chỉ có 450 ml đi vào trong mỗi bệnh nhân thôi, có hiểu không ạ? Mặc dù chúng ta cài thể tích là 500 mà thật sự bệnh nhân chỉ nhận được hết 450 thôi, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao chúng ta lại không phát hiện được chuyện này? Tại vì khi bệnh nhân thở ra đó, thì cái khí đường của bệnh nhân đi ra thì cái bộ dây nó cũng vậy, cũng trả về vị trí cũ, tức là trở về cái tỷ số, trở về vị trí ban đầu, cho nên nó cũng trả 50 trở lại, 450 từ bộ dây đi ra cộng cái 50 từ bộ dây, vậy thì nó qua cái van thở ra, máy vẫn đo được là 500. Nói chung là máy bơm vô 500, đúng không ạ? Và khi thở ra nó đo được 500, mình tưởng là không có bị mất gì, nhưng mà thật ra bệnh nhân bị mất rất là nhiều. Như vậy thì ăn thua cái bộ dây nó nở ra nhiều hay là ít nha. Để biết cái bộ dây nở ra nhiều ít đó, thì đầu tiên các bạn phải quan tâm tới gì? Cái kích cỡ bộ dây. Nếu bộ dây nó càng lớn, cái cỡ bộ dây càng lớn hoặc nó càng gì, nó càng dài, thì nó sẽ có thể tính nén nó lớn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái độ giãn nở bộ dây. Bộ dây nó càng mềm thì sao? Cái giãn nở càng lớn, bộ dây nó càng cứng thì sao? Cái giãn nở càng ít, đúng không ạ? Như vậy thì đó là cái luật của nó. Tức là nếu mà chúng ta để ý cái bộ dây mà dây PVC này, dây PVC là dây giãn nở rất là tốt, rất là nhiều đó, đúng không? Mà cỡ người lớn nữa, thì nó có một cái đơn vị để đo cái độ giãn nở đó, gọi là cái độ giãn nở của bộ dây đó là 3 ml cho 1 cm nước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cứ mỗi cm nước áp lực thì bộ dây nó mở nở ra được 3 ml. Như vậy thì ví dụ các anh chị dùng một cái ví dụ các anh chị cài đặt máy thở tiêu áp lực 20 cm nước đi, thì bộ dây nghẽ nở được nhiêu? 60 ml. 60 ml có nghĩa là khi chúng ta cài đặt VT là 500, tức là cài đặt thể tích là 500, thì nó vào mỗi bệnh nhân chỉ có 440 thôi, còn 60 là nó nằm ở bộ dây. Là hiểu không ạ? Cái đó gọi là thích nén nha, cái đó gọi là thích nén. Vậy thì theo quy tắc đó thì các anh chị thấy được cái 60 này nó có nhiều không? Các anh chị thấy nó có nhiều không? Nó có đáng kể không? Theo bạn có nó có đáng kể không? Không có đâu. 500 mà lên mắt 60 không có đáng kể. Tôi lý ví dụ nha. Các chị nha, tôi đang đi, tự nhiên tôi rớt 50.000 xuống đất. Có ông kêu, anh, rớt 50.000. Tôi nói, bỏ, đi luôn. Biết sao không? Tại vì tôi đang chạy tới cái phòng này kia, tôi sẽ ký được một cái hợp đồng 1 tỷ, rớt 50 có ông thua gì không? Đúng không? Vậy em thua là tôi sắp sửa làm gì? Tôi làm được 1 tỷ mà tôi năm rớt 50 con thua gì? Còn ông này ông đạp xích lô nguyên cả ngày được có 50 à, mà giờ từ giờ tới chiều cũng đạp thêm về chừng 50 nữa, vậy 50 có nghĩa không? Có chứ, đúng không? Anh thua cái sự mất đó thì nó là cố định là 60 rồi, đúng không? Nhưng mà 60 so với 500 không đáng kể, nhưng mà 60 so với 100 đáng kể không? Đáng kể. Nếu các bạn giúp thở cho một em bé, cái VT mình cài có 100 ml nè, mà máy thở nuốt hết cha 60 rồi thì nhiều không? Nhiều, đúng không? Người lớn thì 500, 60 so với 500 không nhiều. Tôi đã từng đi ở hội chẩn bệnh viện Chợ Rẫy, có một bệnh nhân cái thể tích nén nó tới 100 ml mà bệnh nhân thở VT có 200. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là thể tích nén nó tới 100 lần, tức là thể nén ăn hết một nửa cái VT của bệnh nhân. Nếu mà VT bệnh nhân cao 500-600 thì cái 100 đó nó sẽ không có nhiều. Rồi, như vậy thì khoa học nó cũng phải tìm cách gì để
để quá giải những cái đấy có qua cách nó gọi là bù thể tích nén tự động mà bù thể tích cái bù thể tích tự động thì phải gọi là automatic là tự động đúng không? Compressible volume là thể tích nén, condensation là bù trừ, bù trừ thể tích nén tự động có nghĩa là sao? Muốn bù trừ thể tích nén tự động thì các anh chị phải có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là khi các anh chị ráp bộ dây máy thở thì chị phải test bộ dây. Trong quá trình test bộ dây thì máy nó sẽ báo cho mình biết là cái bộ dây của mình á, bộ dây máy thở mình đang ráp cho bệnh nhân đó là thể tích nén nó là cái tính chất đàn hồi nó là bao nhiêu, 1 ml/cm hay là 2 ml/cm hay là 3 ml/cm, máy sẽ báo cho mình biết, hiểu không ạ? Thì sau khi chúng ta test xong rồi đó thì máy thở giúp thở áp lực nó là bao nhiêu thì nó nhân cho cái đó nó ra được cái thể tích mà bộ dây bị nén, đúng không ạ? Sau đó nó làm gì? Khi các chị đặt một cái VT là 500 ml mà nó biết thể tích nén là 60 thì nó sẽ bơm vào 560, đúng không? Bơm vào 560 thì 60 nó làm cho bộ dây gì? Nở ra, còn 500 thì vào bệnh nhân, các hiểu không? Rồi cái hồi nở ra thì khí từ bệnh nhân ra 500, cái bộ dây trả được là 60, nó ra 506 đúng không? Thì máy thở nó trừ đi 60 thì nó mới hiện số 500 lên cho mình biết là thể tích thở ra, có hiểu không? Không hiểu cũng được sao? Nhưng mà đại khái là nếu mà máy mình biết bù thể tích tự động đó thì nó sẽ bù trừ cái chuyện mất mát cho cái thể tích nén đó, đúng không ạ? Vậy thì các bạn giơ tay, ai ơi cho em hỏi, hỏi gì? Máy em nó không biết bù không? Ai biết? Thường thường là những cái máy thở mà các bạn mua khoảng chừng chục năm trở lại đây, dù cho nó rẻ tiền, dù cho nó mắc tiền thì nó vẫn biết bù thể tích nén tự động, có hiểu không ạ? Còn máy thở mấy chục năm về trước thì tôi không biết thì lâu quá rồi thì chắc cái hồi đó người ta chưa nghĩ ra chuyện đó, gọi như nó không biết bù đi. Nhưng mà máy thở có biết bù đi nữa thì các chị cũng vẫn phải test máy thì nó biết cái tỷ số đó mà để mà nó tính, đúng không? Mình không test thì nó đuôi luôn, nó không biết, nó mù luôn, nó không biết nha. Hồi tôi sẽ chiếu nó lên cho mình xem đại khái vậy. Thì tôi lấy ví dụ đi, tôi lấy một bộ dây PVC, tôi test máy thì máy nó báo cho cái tôi là cái C, cái kết, tức là cái compliance của bộ dây này là 2.5 ml/cm. Rồi khi mà cài đặt lên máy thở thì tôi thấy áp lực nó là 25, pip đang là 5, tức là áp lực lên cao nhất là 25, xong rồi xuống là 5, thì cái độ chênh lệch giữa hai số đó là 20 cm, đúng không ạ? 20 cm thì lấy 20 nhân cái 2.5 thì sẽ ra là 50 ml, tức là nói chung là bộ dây đó cứ mỗi nhịp thở là nó sẽ gia nở được 50. Và khi chúng tôi cài đặt cái VT là 500 thì máy thở sẽ cộng cái 50 nó vô và sẽ bơm vào mỗi bệnh nhân, bơm vào bộ dây là 5.5 thì 50 là cái bộ dây gian nở ra, còn 500 sẽ đưa không có chuyện nha, cái gì vậy? Hồi chút xíu nữa ai mà thắc mắc thì chúng ta cứ lên để coi cái máy. Thứ hai là chúng ta làm ẩm, giảm. Thì như chúng ta biết cái khí mà nó cung cấp cho máy thở cho bệnh nhân đó là cái khí nó sẽ lấy từ cái nguồn gì ạ? Cái nguồn khí nén trung tâm ở dưới kho và lấy từ nguồn oxy. Thường thường bệnh viện lớn như mình thì là oxy lỏng. Oxy lỏng là nhiệt độ rất là thấp, có 200 mấy chục độ đó, đại khái vậy. Khi mà đi tới giường bệnh nhân thì nhiệt độ nó còn chừng 10 độ, 15 độ gì đó. Cái khí đó là khí rất là khô và rất là lạnh. Nếu mà đưa vào đường thở bệnh nhân thì sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải làm ẩm giảm nha. Thì chúng ta có hai loại, một loại là làm ẩm mà gọi là chủ động. Chủ động tức là chúng ta phải có một cái thiết bị ấm giảm, ấm và ẩm. Ẩm thì phải đổ nước vô, ấm là phải đun lên, đúng không? Như vậy chúng ta phải có một cái thiết bị đó làm ấm giảm là chủ động ha. Còn loại thiết bị thứ hai là loại thiết bị mà chúng ta là ấm ẩm mà thụ động thì chúng ta sẽ dùng một cái thiết bị đó gọi là HME mà chúng tôi sẽ nói. Đầu tiên là các anh chị xem cái hệ thống mà đơn giản nhất là hệ thống mà chúng ta đang nhìn ở trên cái máy thở đây. Hệ thống đơn giản nhất là nó chỉ có một cái thiết bị làm ấm giảm, là ở đây cái thiết bị này, đây là thiết bị. Bây giờ chúng ta để ý nè, đây là máy thở đúng không ạ? Máy thở sẽ đưa cái khí đi vào trong cái bình làm ấm đây, thì cái bình này đầu tiên chúng ta sẽ đổ nước vô đây, đúng không? Đổ một cái lượng nước nhất định vô trong đó, rồi cái bộ phận bên dưới nó sẽ giống như cái lò để nó nung nung
nóng nước nó lên. Thường thường nước đó sau khi ra khỏi cái bể nước đó, ra khỏi thiết bị làm máu ẩm đó thì nhiệt độ từ 45 độ và nó sẽ đi dọc theo cái hệ thống này đi đến cái chữ Y. Khi đi đến chữ Y chúng ta sẽ có một cái nhiệt kế đó, một nhiệt kế đó để chúng ta đo có nhiệt độ là bao nhiêu độ. Thì thường thường nhiệt kế nó sẽ ở lúc đó khoảng 37 độ đó, là nó đi vào bệnh nhân. Và khi ra khỏi bệnh nhân thì nó đi qua đó và nó đi ra ngoài môi trường ngoài, thì sau khi ra ngoài ngoài thì còn chừng 30 độ đó. Thì đây là hệ thống mà gọi là làm ấm ẩm mà đơn giản nhất. Thì thường thường á, ở trên lâm sàng đó chúng ta thấy đây là cái hệ thống làm ấm ẩm đơn giản nè. Nó là một cái máy làm ấm ẩm thôi, đơn giản thôi. Chúng ta đun lên thì ở phía dưới này nó sẽ đun nóng nè, chúng ta đổ nước cho đây và nước nó sẽ được đun nóng lên và nó sẽ đi theo cái đường dây cho đi vào trong phổi bệnh nhân đó. Thì hệ thống làm ấm ẩm này gọi là làm ấm ẩm đơn giản, hay là không có hít quai, không hít quai hoặc gì gì để tính cái hít quai. Thì cái hệ thống này nó cơ học là sao? Cơ học là chuyện đầu tiên nhất là chúng ta để ý là khi mà chúng ta làm này á thì chúng ta chỉ có một thiết bị làm nóng phía dưới này thôi, cho nên là cái khí mà đi dọc theo cái đường này là đi từ cái bình làm ấm ẩm đi đến bệnh nhân đó thì nó sẽ bị giảm nhiệt độ dần dần. Nhiệt độ ở đây ngay cái bình nó là 45 và khi mà đến bệnh nhân còn 37. Các chị biết có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng ngưng tụ nước. Ngưng tụ nước là hơi nước nó bốc lên nhưng mà nhiệt độ nó giảm dần thì nó sẽ ngưng tụ. Ai mà ở dưới nhà mà có nấu rượu bây giờ là nấu rượu lậu, các chị lậu là chúng ta biết cái cách ngưng tụ, người ta nấu cái nồi hèm nó lên nó bốc cái hơi rượu lên thì nó sẽ ngưng tụ cái dọc cái ống đó. Và sự ngưng tụ nước này làm cho chúng ta bị một cái vấn đề trục trặc là chúng ta phải có một cái hệ thống gọi là hệ thống bẫy nước để nó giữ cái nước ở trong cái bộ dây lại, đúng không ạ? Cái này bẫy nước thì như vậy thì cái nước cứ làm ẩm ở đây, đúng không ạ? Đổ vô đây và nó bốc hơi lên và sau khi ra đây thì nó giữ lại một mớ ở bẫy nước đây, một phần nó khiến nó vào trong phổi bệnh nhân, đúng không ạ? Chúng ta phải, tức là chúng ta phải đổ nước vô chỗ này rồi chúng ta phải đổ nước ra chỗ kia, đúng không? Phải rối nghe cũng mệt, đúng không? Thứ hai là chúng ta phải lấy con mắt thường chúng ta nhìn cái nhiệt độ. Ví dụ như cái chỗ bạch chia này nó có gắn một nhiệt kế để chúng ta nhìn đây. Ví dụ nhiệt độ này chúng ta mong muốn là 37 mà chúng ta thấy nó 33, 34 thì sao? Chúng ta phải tăng cái nhiệt độ của cái máy làm ẩm lên, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy nó cao hơn 37 mà lên 38, 39 thì sao? Nó giảm nó xuống. Mà trong một ngày đó thì nó cứ lên xuống. Ví dụ như là buổi sáng á, ta giảm xuống 3 để được 37 đúng không? Tới buổi trưa ta nhìn lại thấy nó 39 nên ta giảm về số 1, đúng không? Tới chiều chúng ta phải giảm lên số 2 thì nó mới được 37. Tới khuya giảm lên số 5 nó mới được 37. Tới sáng thì sao? Giảm số 3, đúng không? Chúng ta phải giảm hoài để vì nhiệt độ ngoài môi trường nó sao? Nó thay đổi thì cái nhiệt độ cái bộ phận làm nóng cũng thay đổi. Nhưng mà có ai rảnh gì không? Điều dưỡng mình đâu có rảnh đâu mà giảm tái giảm luôn, đúng không? Cho nên là ít có giảm không? Con lần tôi tới á, tôi tới một cái thằng nhỏ nha, cái má của nó, tôi thấy má nó lấy cái quạt, nó lấy cái tờ báo của trẻ quạt cho đứa nhỏ, quạt cái quạt vui nó. Ủa sao ngồi ở trong phòng ICU máy lạnh mà sao bà quạt nó hoài vậy? Mà nói dạ con cũng biết bác sĩ, mà nó nhăn hoài nhăn quỷ à. Nó nhăn, nó cứ chồi đạp, nó nhăn hoài. Con hỏi nó đói không? Cái nó không. Hỏi nó mắt đái à? Không. Hỏi nó ngứa chỗ nào tôi gãi cho nó không luôn. Hỏi nóng quá à? Lấy quạt quạt cho nó, cái đầu nó hơi yên chút. Cái tôi cũng hơi ngạc nhiên, cái tôi đi vòng. Cái tình cờ cái tôi lấy ống nghe, tôi nghe, cái tình cờ cũng cái ngực nó ngay chỗ này thì tôi thấy nóng quá, chắc cũng phải 4, cũng phải 5, 6 độ gì đó nóng. Chứ tôi rời qua đây tôi thấy mát, rời đây nóng, rời đây mát của chú kỳ đó, rồi cái tôi rời cộng dây thấy tất cả nóng như lửa đổ, rồi cái cộng dây nó quá nóng luôn, cộng dây này nè, giờ phải thở nó nóng dữ lắm. Cái chết cao đi cộng cái nhìn thứ số thứ 9 là biết làm sao không, là mấy đứa đi học á nó thấy cái bình lòng học cũng lạ lạ, để số 2 nó cứ dặn số 9 cái đi mất tiêu. Hiểu biết không? Biết đủ bạn rồi. Mà đâu biết đứa nào đâu bắt, nó đi mất cha rồi. Biết chắc chắn là bé nhìn nhiều chứ ai. Điều dưỡng đâu có cùng dữ vậy. Thế là tôi mới kêu cô điều dưỡng, em
Cam cam cho nó viên 3-2 năm ra ba đi dùng cái cô cầm cô lợi cô lấy cái viên 3-2 năm cô bỏ cho có cô bỏ đúng không, cái bà già nó nhìn qua cái cô đó cô đỡ ra đỏ cô rình rình cô tắt tắt cái nồi lẩu mắm mắm á, bây giờ tắt nồi lẩu mắm cái cô đó rồi cô ra ba vô cái cô tráng nước rồi xong rồi cái cô đi cái bà nói với bà cứ rồi có quậy hôm qua nay quậy quá trời quậy tưng bừng có lửa mà không lại ổng cho uống cái thuốc gì cái nằm yên luôn, uống cái thuốc khỉ gì đâu, tôi tắt cái mình không ăn thôi không uống gì đâu. Nhưng mà thì cái chuyện rõ ràng là cái này nó nguy hiểm ở chỗ là nó làm tai với lên tai lấy con mắt nó nhìn mà thì giữa mình cái bữa đầu thì nó nhìn, bữa thứ hai bắt đầu nó bớt nhìn và nó làm chừng tháng cái nó hết nhìn luôn à, sau khi được ký hợp đồng vô là nó hết nhìn luôn rồi. Hồi nó đồng ý tử diệt thì nó còn nhìn rồi vậy là nguy hiểm không, phải kiếm gì tự động một chút thì nó sẽ có một thiết bị, nó gọi thiết bị bình làm ẩm có heat wire là tự động này. Tự động nghĩa là sao? Tự động là cái máy làm ẩm này nè, là nó là một thiết bị làm ẩm ở phía dưới đáy, ngoài ra nó còn có một cái cọng dây nó luồn ở trong và nó cũng làm ẩm tiếp tục. Có nghĩa là sao? Cái khí này nó được nung nóng lên rồi thì trên toàn bộ cái đường đi nó đi đến cái chữ y đó nó đều được gì làm ấm tiếp, và khi nó được làm ấm tiếp thì nó sao, đâu có ngưng tụ nước đâu, nó đâu ngưng tụ nước, nước nó giữ nhiệt độ mà không ngưng tụ được, cho nên là không cần cái thiết bị gì bẫy nước, không cần bẫy nước. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy đây hai cái chấm màu đỏ đây, một chấm màu đỏ đây là cái sensor đo nhiệt độ và một cái sensor đo nhiệt độ đây. Thì khi chúng ta cài đặt cái sensor này mà nó chuẩn 37 độ đó thì nó đo đúng 37 độ và chúng ta không cần phải nhìn tới nhìn lui gì trên, nó đúng nhiệt độ rồi. Vì khi chúng ta dùng cái hệ thống tự động này chúng ta được một cái ưu điểm là thứ nhất là không có nước ngưng tụ đúng không, chúng ta không phải đổ nước của cái bể nước. Thứ hai là gì, thứ hai là nhiệt độ nó luôn luôn chuẩn là 37 độ, chúng ta không cần phải lo nhiệt độ nữa ha. Thì cái thiết bị này á là thiết bị mình làm ẩm mà PCB keo này là 850 nè ha. Đây các anh chị thấy nè, đây nó có nhiệt độ là 37 đây. Và cái sợi dây mà luồn ở trong đó, chị thấy dây màu đỏ là nè, dây luồn ở trong đó, dây luồn đây. Vì đây là một cái sensor để đo nhiệt độ ha, đây có sensor đo nhiệt độ đây. Thì nói chung là hệ thống này rất là tuyệt vời, chỉ có điều cái nó là nó mắc tiền, mắc hơn cái hệ thống kia. Và có một cái điểm nữa đó là cái cọng dây mà luồn ở trong đó, đó nó là cọng dây gọi là điện dây điện trở. Và để luồn đó chúng ta phải có một cây quai. Cái gai quai chúng ta sẽ đút vô cái đầu này, luồn gai quai vào đầu kia đúng không, rồi chúng ta sẽ lấy cái cọng dây đó chúng ta móc vô, nó kéo qua đúng không, nó kéo qua nó là hồi ráp vô chúng ta phải làm vậy. Cái hồi mà tháo ra chúng ta phải tua cái cọng dây ra đúng không ạ, rồi chúng ta hấp cái dây này riêng còn cái cọng dây kia riêng, ví dụ vậy đó ha. Thì điều dưỡng của hồi sức mình tầm 17 tuổi không, ráp 3 lần đứt cọng dây, 3 lần đứt cọng dây, cọng dây 2 triệu rưỡi cộng dây 2 triệu rưỡi, 3 lần đứt cộng, 3 lần đứt cộng, cho nên riết giám đốc cũng không mua luôn, nói sao tôi phải xài cái quá tôi không mua. Giờ mấy cái bên này được cả đống không, tại vì thiếu cộng dây luôn đó. Ok, đi vui nha. Rồi ngoài ra thì chúng ta bây giờ chúng ta phân biệt cái có heat wire đó thì nhiệt độ nó dao động lúc nóng lúc lạnh đúng không, cần điều dưỡng theo dõi dễ trong bệnh viện là sao, cái nước mà ở trong cái bể nước đó nếu chúng ta không đổ mà cái đổ cái nước đó mà nó chảy trong phổi bệnh nhân thì chắc chắn là sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm trùng lên rồi. Tuy nhiên là nó lâu hư giá rẻ ha. Rồi còn cái nhiệt độ của cái có thiết qua thì thích dao động rất là tốt ha, không cần điều dưỡng theo dõi ít nhiễm trùng bệnh viện luôn, nhưng mà giá nó đắt và nó dễ bị đứt cái điện trở ha. Vậy thì tóm lại chúng ta nên mua cái gì, chắc mua cái bên kia ha, nặng lâu hư ha. Còn bệnh nhân nóng lạnh kệ. Rồi đây là hai cái nồi, chúng ta có hai cái nồi, một cái nồi là cái nồi lớn như này MR730 nè ha, và một cái nồi nhỏ là MR340 đây. Cái nồi nhỏ thì dành cho trẻ nhỏ ha, trẻ sinh linh, và nồi lớn thì dành cho người lớn ha. Đương nhiên là khi mà chúng ta dùng cái nồi nhỏ mà cho người lớn được không, được nha. Nhưng mà chúng ta dùng cái nồi lớn cho đứa nhỏ thì không được nha. Không được là sao, tại vì khi mà chúng ta dùng cái nồi lớn đó, thì cái thể tích nén nó sẽ rất là lớn,
và nó có một cái nữa là cái mấy cái trigger kia nó không có nhạy, cho nên nó không có dùng cái nồi lớn cho trẻ nhỏ. Như vậy thì ở cái khoa tôi đó, thì tối ngày tôi làm trưởng khoa, tôi đi rình coi cô có coi điều dưỡng nào lấy cái nồi lớn mà dùng cho trẻ nhỏ không, nặng trừ ABC đó. Làm lại với bệnh viện những tháng mấy triệu bạc á, đi rình. Rồi ngoài ra thì nó có một cái loại nồi mà ở đây á, chúng ta thấy là ta gọi là autofit. Autofit là cái cục này nè, cái cục này là cái cục nó gọi là autofit. À, giờ các bạn để ý cái nồi này chút xíu. Khi mà chúng ta ráp cái bệnh nhân vô trong cái máy thở đó, thì thường ở khoa tôi là sẽ nhỏ giọt cái nước cất vô. Tức là nước cất mình nhỏ giọt từ từ vô, mình cắm vô mình cho nước nó chảy vô. Nhưng mà thỉnh thoảng mình quên, mình cho nó chảy vô mình quên mình mở cái khóa. Mà lớn quá nó chạy ào một cái vô, nó trào, nó đầy cái bình đây, đúng không? Nó đầy một cái bình này và nó sẽ trào cái nước này vô trong máy thở. Mà trào vô máy thở thì hư tưởng là mấy chục triệu đó, thấy chưa? Bị hoài ha. Thì cái bình autofit này thì nó có cái phao. Khi mà chúng ta gắn cái dây này, chúng ta cắm dây này vô, thì nếu mà nó đầy lên tới mức này thì nó sẽ nổi cái phao lên. Và khi cái phao lên nó sẽ bít cái đường, không cho nước nhỏ vô. Mà khi bắt đầu cái nước nó bị bốc hơi lên, cái nó dừng xuống vậy thì cái phao nó hở ra và nước nó tự động chảy vô. Có hiểu ý không ạ? Và chúng ta không có bị tình trạng quá tải đó. À, và cái bình này thì nó luôn có luôn cả bộ dây để chúng ta cắm bình nồng ẩm, cắm bình nước cất. Và chúng ta chỉ cần cắm nước cất vô đây là xài hoài, phải không? Xài xong bệnh nhân rồi, dùng bình rác. Bình này xài hoài, nó mấy triệu á. Thế là tiền không? Nhưng mà mắc tiền. Rồi. Vậy thì nãy giờ chúng ta kể cái nồi làm ấm ẩm nó quá thì lâu rồi, chúng ta thấy là tiện không? Không tiện. Không tiện là gì? Chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải có rất nhiều thiết bị chúng ta gắn vô. Thứ hai chúng ta lại phải cắm nước vô. Thứ ba chúng ta phải cắm điện, chúng ta phải bật công tắc, rồi chúng ta phải coi nhiệt độ nhiêu, rồi nước chảy ra, chúng ta phải đổ nước bẫy nước đi, rất là tốn công ha. Ngoài cái chuyện đó, chúng ta có một cái thiết bị rất là đơn giản. Và cái cục thang mơ này, chúng ta chỉ cần hai cọng dây, một cọng đi từ máy thở đi đến chữ Y, một cọng đi từ chữ Y về máy thở là hai cọng dây thôi. Còn cái cục thang mơ này giữa đây là cục này nè, là chúng ta có thể làm ẩm rồi. Thì đây chúng ta nhìn cái cục này nói chung là cũng đơn giản thôi. Này, chúng ta gắn cái mối chữ Y này là xong. Ta không cần phải đổ nước, cắm điện gì trên là nó là cái loại cục HM. Vậy HM là cái gì? Các anh chị để ý nè, HM là một cái thiết bị. Cái khí thở ra bệnh nhân, cái khí từ bệnh nhân đi ra thì nó mang theo đầy đủ hơi nước và nhiệt độ, tức là nhiệt độ của cơ thể mình. Và nó sẽ được giữ ở cái cục HM đó. Và khi có cái nhịp thở thứ hai mà đi sau nhịp thở này đi vào đó, thì cục HM này nó trả lại cái độ ẩm đó, nó trả lại cái nhiệt độ đó để giúp cho gì? Nó giữ cái hơi nước, giữ cái nhiệt độ trở lại cho bệnh nhân. Hiểu ý không? Thì cái thiết bị này nó giống như là cái áo gió mà chúng ta đi Đà Lạt. Bản thân cái áo gió nó không có nung nóng lên, đúng không ạ? Nhưng mà nó giữ cái nhiệt độ cơ thể mình, cho nên mình có cảm giác gì? Cảm giác ấm, đúng không ạ? Cái áo mà mình phát ngoài đó ha, thì cái HM nó là như vậy. À, thật sự cục HM này thì giá của nó rất là rẻ ha, nó chừng 30 ngàn, 50 ngàn gì đó là cục. Và chúng ta có thể xài trong vòng 24-48 tiếng đồng hồ gì đó, chúng ta thay lần. Tức là chúng ta thay cục này, chúng ta thay cục này, chúng ta ghi vô là bệnh nhân có xài cục đó. Còn đỡ hơn chúng ta ráp đủ thứ nước nôi vậy là chúng ta đổ nước đi đổ lại cái cực ha. Rồi, nhưng mà nó có cái hai chỉ định. Chỉ định thông thường của tôi xài cái mơ này là xài cho hậu cổ hoặc là ngộ độc. Nói chung là thời gian thông máy tôi rất là ngắn á, thì chúng tôi mới sử dụng cái cục kháng mơ này. Là bởi vì sao? Là bởi vì cục kháng mơ này nó xài tạm thôi, xài tạm thôi. Chứ nếu mình giúp thở ngày này ngày khác thì xài cũng nó không có lợi. Hồi tôi sẽ nói cái chuyện đó. Thứ hai nữa là nó có một cái gọi là phản chết, mà tôi sẽ phân tích phản chết này nha. Tôi sẽ nói cái phản chết là cái gì. Bây giờ các bạn cần phân biệt là cái cục HM này nó có hai loại, một loại là HM không thôi và một loại HM mà nó có bao gồm cả filter, tức là nó lọc luôn. Ví dụ chúng ta nói cục HM này vô cái chỗ chữ Y này, đúng không ạ?
thì ngoài cái chuyện là nó cung cấp cái ký bệnh nhân nó giữ cái đồ ẩm lại thì nó còn lọc vi khuẩn, tức là nó ví dụ bệnh nhân nó có cái nhiễm trùng gì đó thì nó lọc, nó không cho cái vi khuẩn nó đi ra ngoài môi trường chúng ta, nó giữ cái an toàn cho bệnh nhân khác với an toàn cho bác sĩ. Cái hàng như cục Amber này mà có filter này thì thường thường được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân bị Covid-19, đúng không? Để bệnh nhân đừng có thải con virus ra ngoài cái môi trường của khoa. Tuy nhiên á, thì chúng ta nhớ nha, trường hợp Amber thì nó có một số cái ưu điểm là thứ nhất là bộ dây nó đơn giản nè ha, lắp ráp nó nhanh, không tốn điện, không tốn nước cất, đỡ tốn công xả nước từ bể nước là điều dưỡng mình phán, cái này là không có đúng không? Ok, không có thì sáng dép đi. Tuy nhiên á, thì á, nó có một cái là độ ẩm nó không đủ, nó không đủ là sao? Lý dụ như là chúng ta xài cái bình làm ấm ẩm này thì chúng ta sẽ được ví dụ như 44mg hơi nước trong một lít nước thì cái cục Amber này tối đa nó chỉ được từ 33mg trên lít nước thôi, tức là độ ẩm nó thấp hơn, đúng không ạ? Thứ hai nữa là nếu chúng ta thở máy mà lâu ngày, chúng ta thở máy cả tuần, cả tháng mà chúng ta cứ xài Amber thì cục Amber này không đủ độ ẩm mà, cho nên là tàn nhân lần lần nó sẽ gì, nó đặt lại, mà khi nó đặt lại thì nó dễ bị gì, nó dễ bị tắc đàn, mà tắc đàn gây sự phổi, cho nên ở mấy bệnh viện lớn như là Chợ Rẫy 115 rồi đó thì ở khoa ICU nào cũng có cái ống nội soi để soi vô để cắt cục đàm kem ra đàn tắc hoài ha. Nhưng mà với điều kiện là phải thở lâu nha. Cái kế tiếp là nếu mà bệnh nhân mà đàm có máu hoặc là đàm đặc, ví dụ như bệnh nhân phù phổi, đúng không? Bệnh nhân phù phổi tức là bệnh nhân vô mà cứ đàm cứ trào ra một cái quản mà đàm hồng trào đó, mà chúng ta gắn cái cục Amber vô thì lần lúc mà nó còn sạch vậy nè thì cái sức cản nó không nhiều, nhưng mà đàm hồng nó ra nó làm máu rồi kia đó, nó làm cho nó tắc nghẽn cái hệ thống lọc này, làm cho cái cục Amber này trở thành một cái vật cản rất là nguy hiểm. Rất cản, dịch cản rất là nguy hiểm. Và cái cuối cùng đó là khoảng chết. Khoảng chết là gì? Khoảng chết á, là cái gì mà nối giữa cái chữ Y với lại cũng là cái quản này, nó gọi là khoảng chết. Thì cái cục Amber này cũng chính là một cái khoảng chết. Vậy khoảng chết nó có nguy hiểm gì không? Tôi lấy ví dụ thế này. Cục này đi, cục này thể tích nó là 30ml. Thể tích nó là 30ml nha. Rồi, bây giờ các bạn tưởng tượng thế này, giả sử tôi cài thể tích khí lưu thông cho một em bé là 100ml, đúng không ạ? Thì khí nó từ ngoài nó bơm vô thì cái 30ml cuối cùng, 30ml mà khí tươi khí sạch hết á, nó sẽ nằm ở cục Amber này, có hiểu không ạ? Rồi khi mà bệnh nhân thở ra thì cái 30ml khí sạch này nó sẽ đi ra ngoài trước, đúng không ạ? Và nó thay thế bằng 30ml khí mà ở trong phế nang, tức là khí cạn, khi trong phế nang khí cạn thì nó có gì, có CO2 đúng không, nó nặng đầy, thì cái nhịp thở kế tiếp thì máy lại bơm cái 30ml cái khí cạn này trở lại trong phổi, đúng không? Cho nên bệnh nhân cứ thở đi thở lại và cái thể tích này thì gọi là tích khoảng chết. Vậy thì 30ml nó nhiều không? 30ml đối với một người lớn không nhiều như những người nãy bạn nói, nhưng mà 30ml đối với một đứa nhỏ thì nhiều không? Nhiều. Rồi bây giờ tôi xin nói thêm một cái cục nữa, đó là cái cọng dây này. Chắc là cái cọng dây này ai cũng biết đúng không ạ? Cọng dây là cọng dây nối là sau chữ Y, sau cái chữ Y đó. Rồi chúng ta cái đầu này sẽ nối vô nội khí quản. Thế gì ạ? Nó gọi là catheter mount đó, tức là gắn cho bệnh nhân cái cục kịch được á. Nếu chúng ta kết hợp cái cục này nữa là 20ml nữa, ta gắn cho một cục 30ml chẳng hạn, thì nó thành ra nguyên hệ thống này là 50ml. Thật ra đối với một người lớn cũng không nhiều, nhưng mà đối với một em bé, đúng không ạ? VG nó chừng 70-80 thì nó rất là nhiều. Và bệnh nhân cứ thở thì nó lại khí cạn hoài. Và bệnh nhân sẽ bị gì? Tăng khoảng chết, bệnh nhân sẽ bị ứ CO2 nha. Chà như tôi như thế này mà tôi được đi hội chẩn bệnh viện Thủ Đức, tôi lên xe. Cái một cái bạn đồng nghiệp cũng bác sĩ đi trước tôi, một cái bạn điều dưỡng đi trước tôi cái hỏi em, bệnh nhân em bị gì mà hội chẩn vậy? Cái điều dưỡng dạ em không biết nữa bác sĩ. Bác sĩ đọc hồ sơ này em được thừa ra, tôi đọc cũng đâu biết cái gì, thấy không? Này, cái gì? Cái chạy ra bị rước, chào anh, cảm ơn anh, đến hội chẩn, dạ bệnh nhân của em đây.
hỏi nó bị gì, dạ nó bị ứ CO2 hai gì ha, đâu lại thấy nhỏ nó gắn cái này, nó vừa cái chữ cái catechumao mà vừa cái HM đúng không, thấy là mừng rồi đó, biết sao mừng không, kiếm tiền được rồi. Cái nói thầy cho mượn cái ống nghe, cho mượn nghe cái nó chạy ra để chạy lấy nghe, nó chạy đi, thường tôi hỏi nó chạy đi, tôi tháo này ra chạy tôi mừng à, cái tôi giả bộ tôi nghe nghe kịch liệt lắm, nghe tôi thấy cũng bình thường mà nó anh nói em mới dám nói em khá là cũng thấy nó bình thường mà sao nó cứ xe hai hoài vậy hả, thì thôi giờ về đi anh cũng biết sao mà biết cái kết quả em thử chính xác không, nhưng mà giờ nè em để cho nó thở về á chừng khoảng chừng tiếng xong rồi em thử khí máu lại rồi có kết quả báo anh nha, thì chạy xuống căng tin uống cà phê, chạy xuống dưới kêu ly cà phê ngồi ngắm cảnh chim hót líu lo rồi kia cái tiếng ngồi sau cái nó gọi alo thầy chạy lên có kết quả rồi, cái chạy lên tao đâu kết quả đâu, bây giờ thầy kết quả đây mà tao thấy nó bình thường hết thứ CO2 này, ủa gì hả kỳ vậy ta, cái hồi tôi ở tổng thì em nói nó cao mà sao giờ nó bình thường không, thôi được rồi vậy thôi bình thường thôi nha, không điều chỉnh gì đi về à, ai dạ dạ thì thầy về nó bắt tay thằng về thầy về em cho em gửi con 200 thì mà dạ rồi nha, lấy bỏ túi quần bên đây còn này đá em rồi, cái này của em à, à đúng rồi của em nãy tôi lấy tôi ra tôi bỏ túi quần cái nó của chuyện sao đây à, cái này khoảng chết gì thích nó giống như nãy giờ đó trời hay quá, cho nên là đúng là 200 không đáng nhiều tiền, học được cái này quá hay thầy, từ sau có rất là chẳng nữa lên gặp thằng khác dưới 200 mà cái khoa đó có 10 thằng mà tôi kiếm được 8 lần tại vì trưởng phó khoa tối ngày đi họp không, chứ mà nó ở khoa là tôi kiếm được 2 lần nữa chừng không có gì đâu, không quá đơn giản nha, vậy cái chị nhớ nè, cái gì có thể là một giá tài đây là cái thiết bị chẳng hạn như là cái catechumao là cái xe me nè, hoặc là thậm chí cái glucosensor mà nó loại bự bự một chút, hoặc là cái cáp nôn rapi, hoặc là cái ống hút đàm kính thôi, hút đàm kính nó có một cái đoạn cũng là khoảng chết. Thì có một lần có một ông đó, ổng coi một bệnh nhân nó cứ ứ CO2 hoài và ổng ngồi ổng cộng hết tất cả khoảng chết lại, vừa HKM vừa catechumao vừa glucosensor vừa cáp nôn rapi rồi hút đàm cũng cộng lên 170 thứ lúc, cái chuyện tưởng tượng 170 lúc mà bệnh nhân đó VT bệnh nhân có 3.5 thôi mà bệnh nhân nó bị một khoảng chết là 170 lúc, cái chuyện tưởng tượng rất là nhiều cho nên điều dưỡng mình mặc dù không biết gì nhiều nhưng mà mình có đồ chơi cứ gắn thêm học đông bệnh nhân thì lãnh đủ đúng không ạ, bệnh nhân lãnh đủ có chừng đó nha nãy giờ giải thích thấy nhiều cái hay đúng không cuối cùng là mấy cái pinter chúng ta thấy là chúng ta có pinter hít vào có không thể thở ra đúng không, pinter hít vào thở ra thì cái pinter ở máy thở đó thì pinter hít vào tức là cái bộ phận nó nằm ở đây, tức là trước khi vào phổi bệnh nhân đây là pinter hít vào, đây pinter hít vào mục đích của nó đó là để lọc những cái con vi trùng ở cái nguồn khí mà cung cấp cho máy thở. Chúng ta biết là khí cung cấp máy thở là khí nén từ dưới cái điện sinh thái bị bơm lên mà nó đi trong tường đúng không ạ, rồi nó ra đây khí nó có chắc sạch không, không biết sạch không, nhưng mà bữa tôi đi xuống dưới cái chỗ mà cái nhà mà gọi là để làm khí nén đó thì nghe mùi nước tanh, mấy ông thân nhân nhân cứ đứng ngay chỗ cái mà nó lấy khí vô đó ổng tè ngay chỗ đó thôi, hiểu ý không, cho nên khí nó có sạch không, không, rồi nó còn đi trong ống nữa, ống mà chôn trong tường mấy chục năm đúng không, bây giờ thì cái này nè nó lọc cái khí đó, nó cung cấp bệnh nhân mà lọc khí đó. Rồi cái thứ hai nữa là khí từ bệnh nhân đi trở về máy thở nó lưu qua một phần cũng bộ phận lọc nằm đây là cái bộ phận gọi là pinter thở ra, thì cái pinter thở ra này đối với máy thở rất là quan trọng các chị ha, cái pinter thở ra là cái này, cái pinter thở ra này á là thứ nhất là nó lọc cái khí đi ra đây, tức là khí của bệnh nhân ra có vi trùng không, rất nhiều luôn, không? Ví dụ như sạc, ví dụ như là corona virus, hiểu không? Rồi ví dụ như bị lao, ví dụ như gì đó, thì nó tránh lây nhiều tế. Ha, thế nên chị biết là một
ở đây dễ lắm. Đây là cái khí thở ra nằm ở bên đây, khí thở ra của từ bệnh nhân về đó nó vô lọc đây nó ra đây nha. À, còn bên này nhắm hết vào, cho nên là khi mà tôi đi giảng dạy về máy thở luôn luôn, lúc nào tôi cũng đứng bên này, dạ, tôi nhường cho mấy em sinh viên đứng bên kia. Ủa, cái gì nó lãnh đủ không? Đúng không? Giống như mình đâu có ngu dạy gì, tự nhiên mình chạy tới xe cầm nhau trước rồi mình đậu, chứ không ra mình đậu ngay chỗ cái ống khó nó cùng, đúng không? À, thì cái đó là những cái nguy hiểm không? Và rất nhiều bệnh viện các chị nha. Rất nhiều bệnh viện không bao giờ hát hai cái filter này. Tức là filter hít vào, filter ra để gắt cố định luôn. Hát hết bộ dây thôi. Còn filter hít vào, filter ra không bao giờ hát. Hỏi sao vậy? Nó hát rồi nó hư. Hiểu chưa? Vậy thì sau một thời gian nhất định thì cái filter nó trở thành ra là ổ nhiễm khuẩn, đúng không? Vi trùng nó mọc trong đó, nấm mọc trong đó, đúng không? Rất nguy hiểm nha. À, có ai không hát hai cái filter này không? Có mà. Chắc có ha. Bây giờ mình cũng giữ cái diện chút, mình giả bộ mình nói có thắt, nhưng mà thật ra mình không thắt. Tôi đi cái bệnh viện khổng lồ luôn, 30-40 cái máy thở, 80-40 hồi đó giờ chưa bao giờ thắt. Chưa tính tháo ra tôi thắt, thay đuổi giỡn thay thắt hư lắm bỏ tài ha. Rồi còn ngoài ra còn một cái thứ nữa mà các chị cần biết, đó là cái bình phun khí dung. Phun khí dung nó nằm đây ha. Khí dung là có hai loại ha. Một loại là khí dung nebulizer và một loại thứ hai là khí dung siêu âm. Siêu âm là loại này. Thì hiện tại giờ chúng ta khi chúng ta thở máy những bệnh nhân mà bị bệnh lý ví dụ như COPD cái hạn thì chúng ta có thể có phun khí dung trong lúc thở. Thì các bạn lưu ý một chuyện là tại vì tôi nói cái chuyện này nó kèm theo chuyện đó. Đó là khi mà cái bệnh phun khí dung đây nè, nó cung cấp khí dung cho phổi bệnh nhân, nhưng mà nó vô trong phổi bệnh nhân có 10-20% thôi, còn bao nhiêu nó đi ra. Và khi đi ra nó tới cái van thở ra mà chúng ta không có làm gì đó thì nó sẽ làm hư cái van thở ra, hư cái lưu lượng thở ra. Do đó thì người ta đề xuất là sẽ gắn thêm một cái filter ở đây khi mình phun khí dung để gì, để nó giữ những cái hạt thuốc của khí dung á, nó gắn dính vô filter đó, thì sau khi phun xong chúng ta tháo cái filter ra trong khoảng mà để bảo vệ cái lưu lượng thanh toàn. Nói sơ sơ để các anh chị nào mà có thắc mắc gì chuyện đó thì sau cái buổi học các chị sẽ lên đây để tôi giải thích thêm nha. Rồi nói chung là bài thứ nhất là tới đây là xong. À, bây giờ có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Mời mời các bạn. Dạ, cho anh hỏi là thầy nói lại em nghe cái bên đây thật đó, thầy nãy em cũng nghe rõ là 30 cm nước là bằng 2 cm thôi không thầy. Bây giờ chuyển qua cái màn hình máy thở thì để tôi giới thiệu chút xíu nha. Tôi giới thiệu chút xíu về máy thở. Quay cái bàn, lát nữa quay cái bàn đi. Dạ không sao đâu, không sao đâu, không đến nỗi đâu. Bây giờ các bạn để ý như thế này nè. Đây là một cái bộ dây sau khi mình test đó thì nó sẽ ra kết quả nó là, các anh chị để ý là đây là cái chỉ số mà khi chúng ta test dây đó, hiểu không ạ? À? Test dây thì cái bộ dây này nè, bộ dây chúng ta đang test nè, cái bộ dây của thổ, cái bộ dây này đó, bộ dây trước là kết quả của nó là độ giãn nở bộ dây là 2,04 cm nước, đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? Khi chúng ta test ra nó là vậy, tức là cứ mỗi cm nước thì bộ dây nở được 20 lít, khoảng 20 lít đó, đúng không? Rồi, giờ mời bạn đổi trở lại cho máy hoạt động, cho máy hoạt động. Rồi, bây giờ các bạn xem nè, áp lực đỉnh đây là nhiêu ạ? 16, đúng không? Biết mình đang cài đây là nhiêu ạ? 5, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ có những cái thông số thế này. Đầu tiên, cái độ giãn nở của bộ dây, tức là cái C, con lên á, C này của bộ dây ha, nó gọi là C là bằng 2 đi, cho 2 cho chẳng nha, nãy là 2,04 ml trên cm nước. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô biểu đồ sóng nè, các bạn thấy là áp lực đỉnh đang là 16, tiếp là 5, thì đó có nghĩa là ví dụ áp lực như thế này lên đây xuống đây ở đây, từ đây lên đây nè là 5 cm nước, đúng không? Và từ là cái đỉnh này đang là 16, thì các bạn sẽ tính được cái delta P là cái này,
trên cà phê, đúng không ạ? Là bằng 16 trừ đi 5 sẽ là 11, đúng chưa? 11. Rồi sau ra 11 này thì cái thể tích nén, cái VT nén nè, VT nén của bộ dây này bằng 11 nhân cho 2 bằng 22, đúng không ạ? 22. Tức là có nghĩa là cứ mỗi nhịp thở thì bộ dây này nó nở được 22 lít, đúng chưa? Nếu chúng ta cài đặt thể tích lưu thông hiện tại chúng ta cài đặt VT là 300 nè, VT là 300 thì máy thở sẽ bơm vào trong bộ dây là 322 ml. Bộ dây sẽ nở được 22, còn 300 thực sự sẽ cung cấp cho bệnh nhân. Thì cái máy mà biết cái chuyện đó đó là máy biết bù thể tích nén tự động. Nhưng mà tại vì chuyện nó xảy ra tự động cho nên là gì? Nó không biết nó có xảy ra, đúng không ạ? Rồi, bây giờ giả sử một cái lúc kiểm tra đó tự nhiên áp lực để nó tăng lên, không phải là 16 nữa mà lên 20 thì sao? Lên 20 thì máy nó biết, đúng không? Máy nó biết mà. Thì lấy 20 trừ đi 5 ra 15, lấy 15 nhân cho 2 tức là 30. Thì thay vì lúc đầu áp lực đỉnh bệnh nhân là 16, đúng không? Delta V là 11 thì nó bù 22 lít. Nhưng mà 2 ngày sau đi, áp lực đỉnh bây giờ lên 20 thì nó thay vì nó bù 22 thì bù nhiêu? 30. Nhìn hiểu không? Máy thở thông minh mà, à, máy thở thông minh cho nên nó sẽ máy là vậy. Rồi vậy được chưa bạn anh? Rồi mời bạn khác. Tôi nghĩ là các bạn chắc chắn các bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc ha. Mời các bạn cứ việc hỏi. Các chị là hỏi mình giơ tay nha. Rồi có bạn nào mắc luôn mà? Không sao, mình ngày mốt mình hỏi cũng được, không sao. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là có cái máy thở nào mà khi mình test hết mà không giống như cái bên con thì có cái máy sự vui thì tụi con test là như là không cần phải test bộ dây luôn thì có phải là có cái máy như vậy không, nữa là nó không cần phải test bộ dây thì nó vẫn hiểu là nó bù trừ vẫn được. Em xài sự vui sao mà em nói không test được, có test ha. Rồi rồi được, cảm ơn em. Bây giờ về nói như thế này nè, bây giờ các bạn để ý dùng cái chuyện test dây đó, thật ra thì đúng ra thì sẽ có một cái tiết, nhưng mà đối với cái lớp đông cỡ gì chắc tôi nghĩ không làm được. Nó có hai cái cách. Một cách á là em test, gọi là test từ đầu tới cuối ha, thì ở cái máy này nó gọi là review check, tức là test máy từ A đến Z luôn nha. Còn có một cái gọi là circuit test, tức là em chỉ test gì? Em test cái bộ dây thôi, hiểu chưa? Thì đối với máy CPI á thì em có thể chọn một trong hai cái cách này. Cái cách review check thì nó sẽ test từ A đến Z luôn, còn cái circuit test thì nó chỉ test con khúc thôi, là của bộ dây thôi. Nhưng mà sau khi làm cái test này á, ở máy CPI nó có một cái chuyện là gì? Ở máy CPI thì khi các bạn làm chuyện đó thì sau khi xong rồi đó thì nó hỏi bạn có muốn bù trừ thể tích nén không? Nên nó hỏi mình, hiểu chưa? Và nó sẽ có một cái ô để là yes, một ô để là no, đúng không? Nếu bạn yes á là nó sẽ bù thể tích nén cho mình, còn bạn no thì nó không bù. Có hiểu không ạ? Còn máy 80, 980 này thì nó không hỏi, đương nhiên là nó bù. Có hiểu không ạ? Vậy thì sẽ có y á, các bạn nhớ là sẽ có y. Thì các bạn làm review check tới cái giai đoạn mà cuối cùng á là nó ra được tính nén này, nó hỏi bạn muốn bù tính nén không? Còn không bù bằng no, bạn có muốn bù bằng yes. Còn máy 80, 980 thì nó không hỏi gì cả và đương nhiên nó bù. Thì thấy vậy, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng có test hết. Bây giờ các bạn xử trí trong trường hợp nào? Các bạn nhớ là test máy là tự nguyện chứ không có bắt buộc. Có nghĩa là các bạn có thể mở máy lên và các bạn đi thẳng vô sử dụng luôn và bạn không test, có hiểu không ạ? Còn bạn rảnh thì bạn test ha. Cho tôi phỏng vấn chút xíu anh công việc. Bây giờ tôi hỏi câu nha, hỏi các bạn giơ tay lên ha, giơ tay lên cho nó khí thế đi. Câu này là cái chuyện test dây máy thở đó, thì các bạn nào là luôn luôn test trước khi sử dụng? Luôn luôn nha, on way, luôn luôn á.
Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn nào thỉnh thoảng, tức là nói chung là cũng có test, nhưng mà có, nói chung là nó có không ạ? À? Tốt như vậy. Các bạn nào là không bao giờ test không? Có. Có không bao giờ test. Mà cái chuyện test nó dễ dữ lắm các bạn. Nó dễ là sao? Dễ kiểm tra lắm. Cha như tôi á, tôi đi kiểm tra bệnh viện. Tại vì bệnh viện đi kiểm tra á, thì xuống cái khoa đó. Thì tôi coi cái ngày bệnh nhân được đặt ở cái quản thoải mái gì. Đúng không? Thì đó có cái ngày, trong bệnh án có cái ngày. Mình lên quá thở mình coi cái ngày test. Mình biết là cái bộ dây đó có được test hay không, nó rất là dễ, không có. Không có ăn gian hay là lại lục gì chứ, không có mánh khóe gì trên, rất là dễ. Mở ra nó có cái ngày. Và không test là biết không test. Thì các bạn thường xuyên làm kiểu gì là cái ngày đầu tiên mà lấy bệnh nhân, lấy cái máy thở cho bệnh nhân đó thì bạn test gì. Rồi tới đủ 7 ngày bạn thay bộ dây cái này thì cái lần sau bạn sẽ không test. Nhưng bạn nhớ là lần nào test, tại vì cái bộ dây có thể bị thất thoát, có thể bị rò rỉ, có thể bị tắc nghẽn, có thể bị cái gì đó không nói ai biết. Mình phải test xong rồi nó biết ngon lành đàng hoàng mình sử dụng chứ. Giống như xe mình trước khi mình đi Đà Lạt, mình lấy xe ra mình ra, nhưng mình tính đi phượt đó, mình coi đủ xăng đủ nhớt không, thắng đạp ăn không, ga nó đạp xe nó có nổ không. Chứ là mình chạy dọc đường, đường đèo mà nó hết xăng hay là, ôi xin lỗi, nó hết nhớt, cái mình nó bị hư thắng. Nhất là hư thắng không, đang đổ đèo mà hư thắng là coi như đi luôn rồi còn gì, đúng không? Mình test chứ ha. Thì thật sự tôi nói vậy để thì sao đây, tụi tôi ở Nhi Đồng 1, tôi cũng xin tâm sự các bạn luôn là tụi tôi rất tự hào là khoa hồi sức khỏe tôi là luôn luôn test always, mà chỉ một khoa duy nhất của bệnh viện là luôn luôn test thôi, còn mấy khoa khác là cũng gọi là, nó gọi là không có được thường xuyên lắm, hiểu ý không ạ? Có khi lậu làm lậu, nó sao không test vậy? Nên giờ anh không cảm em, cái bữa hôm qua nó nặng quá, nó gấp quá, nên nó gấp. Nặng gấp thì cũng test. Rồi, khi mà không test thì đương nhiên là máy thở sẽ không biết cái thể tích nén bao nhiêu để phòng bụng. Đương nhiên rồi nha. Rồi các bạn khác. Bây giờ vậy ha. Chúng ta có cái team break ở ngoài nha. Mời các bạn ra ngoài giải lao chút xíu, chừng 10 phút, 10 15 phút sẽ lấy không quay lại nha.